Tiểu Thất từ hôm nay trở đi, cha dẫn con rời khỏi ác nhân cốc. Từ nay về sau rời xa cuộc sống chém chém giết giết. Được tất cả đều nghe che. Không hay rồi lão cha, có người đuổi tới Tây. Ám Hoàng Sở Thiên Sách, ngươi thân là đệ nhất sát thủ ác nhân cốc ta, biết rõ ác nhân cốc ta chỉ cho phép vào không cho phép ra. Nếu hôm nay ngươi nhất quyết bước ra ngoài, đó là kẻ địch của ta, chúng ta muốn đi thì đi. Xích Long, cho dù ngươi là thập ác của ác nhân cốc, cũng không có khả năng giữ bọn ta lại. Ừ, vậy đừng trách ta không khách khí. Lên cho ta. Lão cha quét sạch tứ phương. Lão cha tiếp theo chúng ta đi đâu? Mang con đi một nơi yên bình Khâm Châu. Khâm Châu, có đi Khâm Châu hay không? À, đi Khâm Châu. Lên xe, lên xe. Còn có ai đi Khâm Châu nữa không? Chuẩn bị xuất phát. Lão cha Tiểu Thất nghe được âm thanh của bom. Bom. Đúng ở ngay trên xe. Người này có bộ dạng khả nghi, có khả năng bom đang ở trên người hắn. Hai người bom hay không bom cái gì, mau tìm chỗ ngồi xuống, xe sắp di chuyển rồi, không để đi được. Trên xe có bom. Mọi người nghe tôi nói, trên xe có người động vào, có bom hẹn giờ, xe lập tức sẽ nổ bùm. Mọi người mau xuống xe đi, tôi không nghe nhầm đó chứ, trên xe có bom. Cái gì bom, sao anh không nói trên xe có kẻ khủng bố luôn cơ chứ, mọi người mau xuống xe. Chiếc xe này chuẩn bị phát nổ rồi, anh nói lung tung cái gì đấy, ông đây lái xe này mười mấy năm, bây giờ anh nói xe tôi sắp nổ mạnh, nếu còn không xuống xe tất cả mọi người đều sẽ chết. Nói cái gì chứ anh nguyền rủa mọi người hả? Đang êm đẹp nói cái gì mà mọi người sẽ chết chứ, sao hai người không chết đi, còn bảo ai, tài xế à mau cho xe chạy đi. Tôi đã nói là xe này không thể đi được. Mọi người lập tức xuống xe. Không phải anh nói xe sắp phát nổ, anh có chứng cứ gì? Bởi vì bom ở trong ba lô hắn. Mẹ nó, sao không nói bom ở trong túi đây đâu? Ăn no rừng mỡ à? Cẩn thận. Xem cho kỹ. Bom ở trên người ngươi. Không có. Mẹ nó, thật phục hai người. Suýt chút nữa bọn ta đã tin rồi. Bom đâu bị hai người ăn rồi à? Nói chuyện nha. Tiếp tục nói đi. Mẹ nó đúng là rảnh rỗi. Vở diễn của các người kết thúc được rồi đó. Tài xế lái xe đi. Tìm mau, còn có một phút thôi đó. Nếu không tìm thấy, mày cứ chờ xuống địa ngục với bọn nó đi. Gặp lại. Chuyện này, 100% là do hắn làm. Mẹ kiếp, hai người các ngươi là kẻ trốn ra từ bệnh viện tâm thần đúng không? Có bệnh thì chữa bệnh đi, tôi phục sát đất rồi. Bà đây đi làm tăng ca đã đủ mệt rồi.
Đáng lý bây giờ có thể ngủ thêm 2 tiếng nữa. Đủ rồi, hai người các ngươi còn dám ngăn cản chuyến xe, tôi đánh đuổi các người xuống đó. Nói bom đâu? Ở trên người tao nha. Vẫn còn 1 phút. Thời gian đã đến rồi. Phi thiếu niên, người anh em à, anh diễn cùng hắn đúng không? Đúng là có hơi buồn cười đấy. Nói, bom ở đâu? Đúng vậy, bom ở đâu nha? Mọi người mau mau xuống xe, quản hắn làm gì, tài xế, mau buông người anh em kia ra, nếu không đừng trách bọn tôi không khách khí với anh. Tài xế, đại ca này này này, đánh người rồi, đánh người rồi. Các người rủ nhau tới đây quấy rối đúng không? Tiểu thất không còn thời gian nữa, đưa mọi người xuống xe đi. Nhãi danh, tránh ra cho ta. Sao có thể chứ? À, buông ra. Tiểu thất tức giận rồi, mau xuống xe cho tôi, xuống xe tránh ra. Đi mau, hai cha con này không phải người bình thường. Mau 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 chạy. Bây giờ các người chạy còn kịp nữa sao? Tiểu thất con cũng mau xuống xe. Nhãi danh, nếu xe này không nổ mạnh, xem bọn ta thu thập mày thế nào. Bom đâu, sao vẫn còn chưa nổ? Thời gian của ông đây là vàng là bạc biết không hả? Này, đây là quái vật đúng không? Tôi thấy cái gì vậy? Là thế giới này điên rồi hay là tôi điên rồi? A. À. Lão cha. A. À. Nổ rồi, đây là xe tôi sao? Cảm ơn. Cảm ơn hai người. Hai người là ân nhân cứu mạng của tôi. Đúng thế, cảm ơn. Bùm. Ha ha ha. Các người không sao là tốt rồi. Đi, chúng ta đến Khâm Châu tìm cô của con. Thế nhưng tiểu thất phải được ăn thịt, nếu không không đi Khâm Châu đâu. Tới Khâm Châu rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Bít tết của ngài. Ngon quá, con muốn ăn thịt. Bít tết của ngài xin mời dùng. Ăn ngon quá. Liên hôn chỉ là phân hóa quyền lực của tôi ở tập đoàn mà thôi. Tôi cần một người có thể khống chế được. Thanh Vũ, người cậu giới thiệu cho tôi có đáng tin không? Được. Hôm nay mày phải gọi Tiểu Lệ tới cho tao. Tao muốn Tiểu Lệ, tao thích cô ta. Ai u? Cô gái này lớn lên xinh đẹp quá. Đúng vậy nha. Ha 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 ha. Em gái à, ăn cơm một mình có phải rất buồn chán không? Không bằng để bọn anh ngồi đây ăn cùng với em. Tôi đang đợi người. Nơi này có người ngồi rồi. Ai u đợi người đúng không? Vậy thì trùng hợp quá. Mấy kẻ bọn anh còn không phải là người sao, ha ha ha. Lão cha, thời cơ làm anh hùng tới rồi. Ăn thịt của con đi. Đừng có lo chuyện bao đồng. Chẳng lẽ cha chưa từng nghĩ tới việc tìm mommy cho tiểu thất sao? Em gái à, tối nay chúng ta đi cùng nhau để thư giãn được không? Tôi khuyên các người đừng có quá phận. Đây là Khâm Châu, đừng tưởng rằng các người muốn làm gì thì làm. Nếu các người còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Mẹ nó, đừng có không biết tốt xấu. Nói nhảm làm gì, trực tiếp kéo ra ngoài làm. Ai, các người làm gì vậy, mau buông tôi ra. Mày dám đánh ông đây, bà đây đánh ông đấy thì sao? Con oát con, không muốn sống nữa đúng không?
chị gái xinh đẹp này tôi cũng thích. Ai u? Chị gái xinh đẹp có em ở đây chị yên tâm, một con nhóc như mày, không ra tay đánh mày thì mày không biết lớn nhỏ có phải không? Anh ỷ thế hiếp nhỏ thì gọi gì là người lớn chứ? Mày tìm chết ai? Ai? Con nhóc con, hôm nay ông đây nhất định phải thay cha mày dạy dỗ mày một chút. Cha à, bây giờ con có thể động thủ được không? Có thể, biết chừng mực là được. Sao lại như thế? Nó quá nhanh, căn bản không thấy rõ được. Muốn dạy tôi các người không có tư cách. Con nhóc con, mày coi bọn tao như phế vật à? Các huynh đệ cùng nhau lên. Này các người rốt cuộc là ai? Đại ca của tao là Điện Hạ, là con của Hoàng đế Chu Vinh Sơn mà các người cũng dám chọc bọn tao. Các người không muốn sống nữa sao? Cho dù hôm nay Chu Vinh Sơn có ở đây, thì hắn cũng phải quỳ xuống dập đầu tin lỗi tôi. Quả nhiên là cuồng vọng. Cảm ơn các người giúp tôi, thế nhưng Hoàng đế thế giới ngầm ở Khâm Châu không phải là người các người có thể chọc vào. Các người vẫn nên mau chóng rời đi, chị gái xinh đẹp không cần lo lắng, hay là để chị triển lãm thực lực của cha em một chút, tiểu thất con dẫn cô ấy ra ngoài trước. À, ai cho các người đi? Tôi để họ đi. À, Chu Vinh Sơn dạy các người làm việc như vậy sao? Tên điên! Tên húy của Chu gia là thứ mày có thể kêu sao? Anh em lên băm nó cho tao. Nha! Dừng tay! Dám đánh ngã huynh đệ chúng ta, nhóc con mày dám đụng vào người của Chu Vinh Sơn ta, tao thấy mày đúng là không muốn sống nữa. Sơn gia có uy vọng cao thật. Ngài là thuộc hạ tham kiến đại nhân. Tham kiến đại nhân. Chu Vinh Sơn làm nô bộc ở Ác Nhân Cốc nhiều năm, mới mấy năm không gặp, thế mà mày đã leo lên được chức đại cá của đám hắc bang du côn lưu manh rồi, còn được gọi là hoàng đế thế giới ngầm của Khâm Châu. Ám hoàng tiểu nhân không dám, cũng là do thuộc hạ dạy dỗ thuộc hạ không nghiêm. Xin ám hoàng tha tội, xin ám hoàng tha tội. Ai vinh ra ngài đây là? A, hỗn xược, trước mặt ám hoàng kẻ nào dám can đảm trừng mắt ngài. Các người không muốn sống nữa thì cũng đừng có kéo tao theo, còn không mau quỳ xuống. Ám hoàng, thuộc hạ không biết ngài đại giá Khâm Châu. Từ hôm nay trở đi thế giới ngầm Khâm Châu tùy ngài sử dụng. Không cần, lần này ta tới Khâm Châu chỉ là vì muốn quy ẩn, lui ra đi. Vâng vâng vâng, tạ ơn không giết của ám hoàng. Nhớ kỹ, nếu như dám để lộ tin tức ta tới Khâm Châu, cẩn thận ta lấy cái đầu trên cổ ngươi. Vâng vâng. Mommy, không phải mẹ muốn xem mắt sao? Con giới thiệu một chút, đây là cha con. Cha à, con giới thiệu với cha, đây là mommy của con. Tiểu thất nói bậy cái gì đó? Tiểu thất không có nói bậy. Đây là mommy của tiểu thất. Ban nãy cảm ơn anh, xin hỏi tên của anh là gì? Sở Thiên Sách, anh có thể cho tôi biết anh đang làm việc gì không? Lương tháng có bao nhiêu? Mới đến đây không có việc làm. Tôi có đề nghị thế này, nếu ngài không ngại thì có thể nghe thử. Tôi thấy rất thích đứa bé này. Hay là chúng ta kết hôn đi? Cái gì kết hôn? Kết hôn, tôi thấy anh cũng không tệ lắm, anh cũng không cần phải ngại. Tôi là tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Thiên Duyệt. Kết hôn với anh cũng là vì muốn tránh liên hôn gia tộc mà thôi. Tránh liên hôn gia tộc, không sai. Kết hôn chỉ là việc nhất thời, chỉ cần anh có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi không chỉ có thể khiến anh và con gái anh không lo cơm áo, còn có thể có cuộc sống tốt nhất ở Khâm Châu. Không cần, tôi đưa tiểu thất tới Khâm Châu là vì muốn sống cuộc sống yên ổn, không muốn tham dự vào mấy chuyện dư thừa. Nếu như không có chuyện gì nữa, vậy chúng tôi đi trước. Tiểu thất, tiểu thất không đi. Tiểu thất muốn sống cùng với mẹ. Tiểu thất đừng có làm loạn, người khác đều có mommy, chỉ có tiểu thất không có. Tiểu thất cũng muốn có một người mommy,
Chỉ cần kết hôn với tôi không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của hai người, còn có thể khiến tiểu thất trở thành công chúa ở Khâm Châu. Thôi bỏ đi, tôi cũng không mang theo sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu sao? Còn có đây. Cha à, cuối cùng trong cuộc sống của cha cũng có khởi sắc rồi, con cũng có thể yên tâm. Ngày phòng đêm phòng, lại không phòng được kẻ trộm bên cạnh, vẫn là câu nói cũ. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, chuyện của tập đoàn anh không cần nhúng tay. Được, cô yên tâm, chuyện của tập đoàn tôi cũng không muốn tham dự đâu. Để trả thù lao, tôi sẽ tận lực đáp ứng các nhu cầu về vật chất của anh ở trong phạm vi của mình. Đợi sau khi tôi hoàn thành mục tiêu, chúng ta sẽ ly hôn. À đúng rồi, hai người vừa mới tới Khâm Châu, có lẽ vẫn còn chưa có chỗ ở đúng không? Nếu chúng ta đã là người một nhà, vậy các người tới nhà tôi ở đi. Gặp lại, có thời gian chúng tôi sẽ tới. Đi thôi nào. Đi ở căn phòng lớn thôi nào. Dì à, gặp lại nhé. Muốn ở một căn phòng lớn nha. Đừng nhúc nhích. Bên ngoài có nguy hiểm. Đứng lại, đứng lại. Chu Vinh Sơn, không phải mày bảo mày được xưng là ông vua của thế giới ngầm sao? Vậy tìm cho tao một người. Thiếu gia, đã bắt được người rồi. Người đang ở đây. Biết rồi. Lý đại tổng tài, lâu rồi không gặp. Anh mau thả tôi ra. Xịt. Yên tâm đi Lý đại tổng tài, cho dù cô có thoát khỏi tôi đi chăng nữa, nhưng mãnh hổ đường nhiều huynh đệ như vậy, cô định rời khỏi thế nào? Ai như vậy mới đúng? Thành thật một chút. Cả tôi và cô đều có lợi. Lôi hổ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Có phải là Long gia phái anh tới không? Anh tới làm gì? Làm gì à? Tôi nói cô biết. Chỉ cần cô tự nguyện từ chức tổng tài rời khỏi tập đoàn Thiên Duyệt, chắp tay dâng tập đoàn Thiên Duyệt cho Long gia, tôi bảo đảm cô sẽ bình an vô sự. Không đời nào tôi nói anh biết, tập đoàn Thiên Duyệt cho một tay nhà họ Lý tôi sáng lập nên, muốn tôi nhường cho người khác. Tuyệt đối không thể. Ha ha ha. Lý đại tổng tài liên tiếp. Vậy chớ có trách đám thuộc hạ thủ đoạn độc ác này của tôi. Các huynh đệ lên. Đưa Lý đại tổng tài lên đường. Lão cha, báo cáo lão cha. Đã tìm thấy người. Phát hiện mấy kẻ xấu, có cần phải thanh trừ ngay lập tức không? Kết thúc. Đợi ta tới, đều là mấy kẻ rác rưởi, một mình con cũng có thể đối phó được. Kết thúc. Tiểu thất sao con lại ở đây, con mau đi đi. Con bé nghịch ngợm từ đâu chui ra? Không muốn bị đánh thì cút. Sắc khí bây giờ của ông khiến trong lòng tiểu thất tôi tức giận rồi. Thả mommy của tôi ra. Nếu không, nếu tôi mà bộc phát lửa giận, vậy không phải là thứ ông có thể chịu nổi. Ha 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 ha, đừng tưởng mày chỉ là đứa con nít thì tao sẽ không đánh mày. Mày lên, xử đẹp nó cho tao. Đại ca cứu em. Đại ca cứu em. Phế vật, ngay cả đứa con nít cũng đánh không lại. Thế mà lại phế vật như thế. Hay là chúng ta cứ giải quyết Lý Lâm Tuyết trước. Không cần vội. Mày và mày lên cho tao. Còn mày lái xe đâm chết nó.
Tiểu thất, con không sao chứ tiểu thất, mommy không cần lo lắng, người có thể làm tổn thương con còn chưa được sinh ra đâu. Tiểu quái vật có địa vị gì? Rốt cuộc mày là ai? Nói ra nghe thử. Tôi là tiểu thất, tiểu thất. Hỗn thế ma vương xếp hạng thứ 7 trong ác nhân cốc. Sở tiểu thất. Có quan hệ gì với mày? Tôi chính là sở tiểu thất. Vớ vẩn. Nhớ năm đó sở tiểu thất hai tay cầm hai thanh đại đao. Chém một đường từ Washington tới San Francisco suốt 3 ngày 3 đêm. Nổi tiếng khắp ác nhân cốc. Giết người như ngoé mà mắt cũng không thèm chớp. Mẹ nó mày mới bao nhiêu đuổi? Năm nay tôi 8 đuổi. Chuyện năm ấy thành danh cũng đã khá lâu rồi. Mẹ nó là 8 tuổi. Đúng là nói bậy bạ. Hồ ca để em tới thu thập nó. Ngụy Vương cẩn thận. Tiểu quái vật này sức lực kinh người. Yên tâm giao cho em. Vật nhỏ cũng dám giả mạo người ác nhân cốc. Có tin ông đây chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể chọc chết mày không? Ngụy Vương mẹ nó, ông đứng lên cho tôi. Tôi đánh tiếp. Vật nhỏ mày tìm chết. Nhất định tao phải ra một quyền nghiêm túc. Oa a. Còn có ai coi thường tôi nữa? Mau mau lên đây. Mày. Mày đừng có vội đắc ý. Bên ngoài tao có 500 huynh đệ nữa, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ khiến mày chết đuối rồi. 100 người quá ít. Trên tôi cũng có một người. Một người có thể đối địch thiên quân vạn mã. Lão cha. Tiểu thất lui ra. Nhìn đi. Đây là huy hiệu thân phận của huynh đệ mãnh hổ đường tao. Ban nãy lúc bọn mày bắt nạt tiểu thất, đám huynh đệ bên ngoài của mày đều đã bị tao giải quyết rồi. Không thể như thế được. Đó là 100 người có hơn. Không hề có 100 người đâu. Chỉ có 93 người. Các người là người của ác nhân cốc. Tao là sở thiên sách. Biết cũng được, không biết cũng được. Dù sao tên tuổi là thứ không quan trọng. Tôi là sở tiểu thất. Nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao, dù sao tên tuổi cũng không quan trọng. Huynh đệ thứ lỗi cho ánh mắt vụng về của ta. Ta nhận thua. Nhưng ta nói với anh. Tôi là người của mãnh hổ đường. Anh không thể giết tôi được. Huynh đệ coi như hôm nay tôi nợ anh một mạng. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Long thiếu thèm nhỏ dãi tập đoàn Thiên Duyệt. Chuyện nơi đó đổi chủ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi biết rồi, 100 huynh đệ bên ngoài kia của anh có khi đã không chịu nổi rồi. Đi ra ngoài gọi xe cứu thương đi. Huynh đệ ngày sau có duyên gặp lại. Cáo từ. Tiểu thất thiên sách. Mommy không sao chứ? Mẹ không sao, cũng may có tiểu thất ở đây. Tiểu thất thiên sách, không ngờ anh và tiểu thất lại giỏi đánh nhau như vậy. Quay về tôi nhất định phải theo học mới được. À đúng rồi thiên sách. Trong thẻ này có 500 vạn. Anh cầm lấy rồi đi mau đi, chậm nữa là không kịp đâu. Lời này là có ý gì? Long gia vì muốn có được tập đoàn ở tòa nhà lớn nhất. Nếu tối hôm nay Long gia không cướp được thứ mình muốn, vậy ngày sau tập đoàn Thiên Duyệt khó mà bảo toàn. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Anh cũng không cần phải liên lụy tới chuyện này. Vì sao bọn họ muốn tránh né? Long gia có dã tâm bừng bừng, vẫn luôn nhòm ngó tập đoàn Thiên Duyệt. Có lẽ chuyện ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Sau này có khi còn gặp nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên anh tranh thủ dẫn theo tiểu thất rời khỏi đây đi. Tôi biết rồi, quay về tôi sẽ để Thanh Vũ sắp xếp hành lý giúp hai người. Tối hôm nay sẽ mua vé máy bay luôn. Này ai bảo chúng tôi muốn đi,
Thiên Sách. Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, Mommy mẹ cứ yên tâm đi, có con và cha ở đây. Tiểu Thất, mẹ biết con và cha con rất giỏi đánh nhau. Nhưng kẻ thù của mẹ cũng không phải là người có thể dùng nắm đấm để giải quyết được, tôi đã quyết định rồi. Tiểu Thất đi, chúng ta về nhà. Ai ai, chúng ta về nhà. Lão cha, báo cáo lão cha, không tìm thấy máy nghe lén kết thúc. Trên bàn không có kết thúc. Tiếp tục điều tra. Báo cáo, phát hiện con mèo có cần lập tức thanh trừ hay không? Không cần, mèo không có ác ý. Tiểu Thất, Thiên Sách, hai người đang làm gì vậy? Người khác nắm rõ từng hành động của cô như vậy, lại biết rõ thời gian sinh hoạt của cô. Nếu không phải là bên cạnh cô có nội gián, vậy thì là cô bị quay lén nghe trộm. Nghe trộm? Sao có thể chứ? Ừ. Nhìn xem thứ này. Đây là máy nghe lén nhập khẩu từ Mỹ, là loại mới nhất. Có lẽ trong nhà cô không chỉ có một cái này thôi đâu. Người bên kia nghe đây, tôi mặc kệ các người có ý đồ Egypt, tốt nhất không nên ôm tâm tư đó nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đánh giết qua đó. Người bên kia nghe đây, tôi mặc kệ các người có ý đồ Egypt, tốt nhất không nên ôm tâm tư đó nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đánh giết qua đó. Long Thiếu Khâm Châu có biến. Máy nghe trộm chúng ta giấu trong nhà Lý Lâm Tuyết đã bị phá hỏng rồi. Trồn đen cũng đã thất thủ. Hừ, tập đoàn Thiên Duyệt sớm hay muộn cũng là thứ trong lòng bàn tay ta. Lý Lâm Tuyết từ chối không phối hợp. Đúng là tìm chết. Long Thiếu, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Xem ra ta phải tự mình tới Khâm Châu một chuyến. Thiên Sách, tôi cho rằng anh phải cực kỳ để tâm tới vấn đề giáo dục Tiểu Thất. Có sao? Tiểu Thất không cảm thấy như thế. Tiểu Thất à, Mommy làm thủ tục nhập học cho con, để con học trong trường tốt nhất ở Khâm Châu, để thư ký Thanh Vũ của mẹ đưa con đi học được không? Không muốn. Mẹ cũng không hỏi ý kiến con, chứ quyết định như vậy đi. Lão cha, cô ấy là Mommy của con mà. Tiểu Thất đi thôi, gì đưa con tới trường học. Tiểu Bá Vương, đây là kẹo que tôi mới mua, ăn rất ngon. Tới tới. Con báo ở nông thôn tới rồi. Người tới không có ý tốt, nếu không cho nó biết sự lợi hại của chúng ta thì nó sẽ không coi chúng ta ra gì mất. Yên tâm, nhất định tao sẽ để cho nó biết. Trên đời này ai mới là lão đại. Chào mọi người, tôi tên là Sở Tiểu Thất. Ước mơ của tôi là có thể vượt mặt lão cha, trở thành người đệ nhất thiên hạ. Các em mau tập trung. Cầm lấy đuổi con bé mới tới đi. Con nhỏ nhà quê kia không xứng được đi học cùng bọn tôi. Này, chuyện này không hợp lý lắm đâu, tôi cảnh cáo thầy. Cha tôi là hiệu trưởng, nếu thầy không nghiêm túc làm việc, tôi nhất định sẽ báo cáo thầy bắt nạt tôi. Được được. Sở Tiểu Thất mau bước ra. Bạn học mới tới, nhất định phải vượt qua bài test mới có thể theo học ở đây. Trò ném quả bóng kia vào rổ. Nếu trò không ném được, vậy thầy sẽ đuổi học trò. Thầy à, chuyện này quá đơn giản rồi. Đơn giản, cái gì? Đơn giản à, qua bên kia đứng. Bắt bóng.
thầy à, em có đủ tư cách không? Tôi bảo trò ném bóng vào rổ, chứ không bảo trò nhảy lên tới rổ. Bài test này không tính qua bài test tiếp theo. Mọi người đều biết, bóng đá vẫn luôn là môn thể thao yếu nhất của đại hạ chúng ta. Cho nên nhất định phải thử trình độ đá bóng. Tiểu thất, lát nữa trò đi sút bóng, tôi phòng thủ. Nếu thầy bắt được hoặc ném quả bóng này ra khỏi côn, thầy sẽ lập tức đuổi học trò. Thầy à, thầy thế này thì vô sỉ quá rồi. Thầy là người lớn, em là trẻ con. Thầy bắt nạt người quá đáng. Thầy là thầy giáo, thầy nói cái gì chính là cái đó. Nếu trò không làm được vậy tự mình xin rút lui đi. Tao khuyên mày vẫn mau cút về nông thôn đi. Nơi này không phải là nơi mày có thể ở lại. Được được được. Vậy hôm nay bà đây sẽ cho các người mở rộng tầm mắt. Thầy à, côn này thầy phải bảo vệ cho tốt, miễn cho bị em phá côn. Yên tâm yên tâm, thầy đây chính là thủ môn kim bài, không ai có thể vượt qua tuyến phòng thủ của thầy. Đúng rồi thầy à, thầy đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa? Cái gì? À, chuyện này không thể nào. Tiểu thất cậu giỏi quá. Tiểu thất thật là lợi hại. Tiểu thất sao cậu làm như thế được? Tiểu thất cậu có thể dạy cho tớ không? Nếu như bị thương thì đừng có mách phụ huynh đó không đâu. Không đâu. Sở tiểu thất trò dám đánh thầy giáo, thầy nhất định phải báo cáo cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tôi muốn kiện. Bất kể là ai dám bắt nạt con trai tôi, nhất định phải đuổi việc. Phu nhân, phu nhân, tôi đã thông báo cho tập đoàn Thiên Duyệt. Xin ngài bớt giận. Xin ngài bớt giận, tôi sẽ kêu con bé kia tới đây ngay. Gọi sở tiểu thất của khối các người tới phòng hiệu trưởng. Lập tức tới ngay bây giờ. Xin chào hiệu trưởng, tôi là phụ huynh của tiểu thất. Cuối cùng anh cũng tới. Con gái anh đánh con trai tôi. Hừ, người nhà quê đúng là người nhà quê. Cái gì, tiểu thất đánh người sao? Hiệu trưởng à, tôi thấy trường học này càng ngày càng kỳ lạ. Con chó con mèo hoang nào cũng có thể vào học ở đây được. Ha 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 ha, vâng vâng. Phu nhân tổng tài dạy phải lắm. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Hiệu trưởng anh cứ yên tâm, nếu tiểu thất thật sự đánh người, tôi nhất định sẽ nhận lỗi với các người. Chỉ là không biết bây giờ tiểu thất đang ở đâu. Tôi tới đây. Lão đại mời ngồi. Hiệu trưởng nghe nói ông tìm tôi. Tiểu thất. Lão cha, sao cha lại tới đây? Cho nhìn lại bộ dạng của mình xem, có giống học sinh nữa không? Còn mấy trò đứng đó làm gì nữa? Quay về học ngay. Kết bè kết cánh. Còn để người khác làm tiểu đệ của mình, đây còn không phải là đại ca trong trường hay sao? Đại ca trong trường đâu phải là tôi. Ai u thứ đồ dơ bẩn gì đó. Con trai tôi hừ. Nhìn xem vết thương trên mặt con trai tôi, đây là chuyện tốt mà con gái anh làm đó. Tiểu thất nói cho mọi người biết, vết thương trên mặt cậu bé kia là con đánh sao? Ách con, cái này còn phải hỏi nữa sao? Đường đường là phu nhân của Tiểu Đồng, chẳng lẽ còn có thể bôi nhọ anh nữa sao? Hiệu trưởng, con trai của Tiểu Đồng bị thương ở trong trường học. Đây quả thật là đánh vào mặt Tiểu Đồng nha. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Ha ha, ngài yên tâm, ngài là phu nhân của Tiểu Đồng, tôi nhất định cho ngài một câu trả lời vừa lòng. Anh nghe kỹ cho tôi. Sở tiểu thất nhà anh đánh con trai của Tiểu Đồng nhà tôi, quả thật là không coi ai ra gì. Đuổi học đuổi học. Không sai, còn có con gái anh nữa. Học thể dục chơi bóng rổ, dẫm lên đầu thầy giáo. Lúc đá bóng một chân đá hỏng khung thành, còn khiến thầy thể dục bị thương. Đầu tiên quỳ xuống đất xin lỗi đứa bé này.
sau đó bồi thường những tổn thất trong trường. Sau đó, ký vào giấy xác nhận thôi học, dẫn theo con gái anh cút đi. Mẹ à, Tiểu Thất không đánh con. Cái gì Huyên Huyên? Nó uy hiếp con có phải không? Không cần sợ, có mẹ ở đây nó không dám làm gì con đâu. Thế nhưng là do con một hai phải đi theo học võ công với cậu ấy. Tự mình ngã, không thể trách cậu ấy, không phải Huyên Huyên. Con nhãi Sở Tiểu Thất này uy hiếp con có phải không? Đúng, nhất định là Sở Tiểu Thất uy hiếp Huyên Huyên. Quá độc ác. Tiểu Thất, con có đánh người không? Lão cha con không đánh. Được rồi, cha tin con. Anh nhìn con anh kìa, tuổi con nhỏ đi học đã biết nói dối rồi. Thầy mày dạy mày thế nào? Hiệu trưởng chuyện Tiểu Thất làm hỏng dụng cụ thể dục trong trường, tôi thay mặt con bé xin lỗi. Nhưng việc giáo dục của tôi với Tiểu Thất, tôi khẳng định Tiểu Thất không thể nào đánh bạn học được, cho nên tôi muốn xem camera theo dõi. Nực cười rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chuột sinh con ra đã biết đào động. Anh là một kẻ thất nghiệp lang thang khắp nơi, có thể dạy ra được thứ gì tốt? Giáo dục trong miệng các người là nhìn vào tiền tài, nhìn vào gia cảnh đúng không? Đương nhiên ba của Huyên Huyên chính là chủ đầu tư của trường học chúng tôi. Đúng, Đường Đường là tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Thiên Duyệt. Là cha mẹ là cơm áo của trường học chúng tôi. Con gái Sở Tiểu Thất anh to gan lớn mật đánh Huyên Huyên. Đó là sự thật. Không có camera theo dõi, không có, tôi thấy trong lòng các người có quỷ thì có bản lĩnh thì xem cùng với tôi. Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là không muốn quỳ xuống xin lỗi sao? Tiểu Thất làm hư dụng cụ thể dục tôi có thể bồi thường, còn chuyện quỳ xuống xin lỗi, cho dù chồng cô là tổng giám đốc tài vụ tập đoàn Thiên Duyệt, cũng không có tư cách nói những lời này với tôi. Vậy sao tôi cũng muốn nhìn xem là ai to gan như vậy. Ha ha, Lý Tổng, chồng yêu. Ai u, Lý Tổng ngài tới rồi. Chính là con nhóc này đánh Huyên Huyên. Tôi vẫn luôn giữ cha con họ lại, là để chờ ngài quay về. Anh yêu, anh yêu. Anh nhất định phải phân rõ chuyện này. Hư, chính là tên quỷ nghèo ngang ngược vô lý kia. Đã bắt nạn con của mình còn không muốn xin lỗi. Người này là ai? Hư chỉ là một tên bụi đời không biết lý lẽ mà thôi. Cũng không biết sao có thể trà trộn vào trong trường chúng ta đi học được. Hiệu trưởng, anh làm việc thế nào vậy? Tôi bảo anh ta dập đầu xin lỗi trước, sau đó lại bồi thường dụng cụ thể dục bị hư hại. Sau đó bảo anh ta cút đi. Ừ, cái này cũng tạm được. Nếu không chuyển ra ngoài, chuyện con trai tôi bị bắt nạt trong trường, vậy cái mặt của tôi biết giấu ở đâu? Đúng thế. À, anh còn đứng đó làm gì? Lý Tổng đã tới rồi, còn không mau quỳ xuống. Các người đúng là mắt chó xem người bại hoại cùng cực. Theo tôi thấy, không phải Tiểu Thất nhà chúng tôi không xứng với trường học này, mà là trường học của các người không xứng với Tiểu Thất của tôi. To gan, anh có thân phận gì mà trường học chúng tôi có cấp bậc thế nào, anh dám nói như vậy? Được lắm nhóc con, mạnh miệng lắm. Anh muốn đi cũng được thôi. Bồi thường 5.000 vạn tiền dụng cụ thể dục bị hư hại. 5.000 vạn. Đúng thế, chính là 5.000 vạn. Ha 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 ha, kiên nhẫn của tôi có hạn. 5.000 vạn thì 5.000 vạn. Tổng giám đốc tài vụ tập đoàn Thiên Duyệt cũng đừng vội mừng. Tôi hy vọng sau này anh đừng có hối hận. Hừ, đúng là nói phét không biết ngượng. Nếu anh có 5.000 vạn, bảo tôi quỳ xuống xin lỗi anh cũng được. Thanh toán thành công. Tiểu Thất, chúng ta đi. 5.000 vạn sao có thể đứng lại? Có ý gì? Máy quẹt thẻ này nhất định đã hỏng rồi. Anh đừng có mơ lừa gạt được bọn tôi. Lão cha bọn họ khinh người quá đáng. Tiểu Thất gặp chuyện không được bốc đốc. Ai, anh nhìn xem kìa. Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Chúng ta đều đã lớn cả rồi, không muốn để mọi chuyện trở nên khó coi như vậy. Nếu như anh có thể trả nổi tiền bồi thường, anh muốn đi tôi cũng không cản. Nhưng nếu anh không có tiền, vậy nhân lúc còn sớm quỳ xuống dập đầu nhận sai. Số tiền này tôi sẽ ứng thay anh. Tiền tôi đã trả. Các người mắt mù cũng không nên trách người khác nhắc nhở. Ăn nói vớ vẩn. Đó chính là 5.000 vạn. Cho dù cái mạng này của anh cũng không đáng 5.000 vạn. Lý Hạo Thiên, nếu anh còn không biết tốt xấu, vậy tôi cũng không cần khách khí với anh nữa. Mở to mắt cho của anh, nhìn cho kỹ thứ này. Ban nãy anh vừa quẹt thẻ đen của tập đoàn Thiên Duyệt sao? Tôi nói anh biết, hôm nay không phải các người đuổi học Tiểu Thất, mà là tôi và Tiểu Thất đuổi việc các người. Ha 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 ha, không thể như thế được sao? Anh lại có thẻ đen của tập đoàn Thiên Duyệt, tại sao lại không thể được? Thư ký tổng tài, y già sao ngài lại tới đây?
Xin lỗi, tôi vừa quẹt thẻ đen của tập đoàn Thiên Duyệt. Ngài là chồng của chủ tịch tập đoàn Thiên Duyệt. Thẻ đó ngài có thể sử dụng thoải mái. Cái gì chồng? Tổng tài chúng tôi giao trường học cho anh quản lý. Anh lại tự lập uy phong ở đây, kéo bà kết cánh. A ha ha. Thư ký Thanh Vũ à, đây là hiểu nhầm mà thôi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Từ hôm nay trở đi, anh bị đuổi tiệc. Anh bị đuổi tiệc. A chồng. Còn có anh Tâm Đức bại hoại. Vì tiền mà thiên vị, không xứng làm thầy người khác, anh bị đuổi việc. Này này không đúng. Không anh yêu, anh yêu chuyện này rốt cuộc là sao? Cút này. Được được, ngài đừng có nói gì cả, đều là hắn, đều là do hắn khiến tôi hiểu nhầm. Ngài ngàn vạn lần đừng đuổi việc tôi à, anh đừng nói gì nữa, dọn đồ rồi mau cút đi. À anh rể à. Cầu xin anh rể cầu xin giúp tôi, cầu xin giúp tôi, anh rể à cầu xin anh. Tôi muốn đưa tiểu thất tới hôn lễ của em gái tôi, chuyện nơi này giao cho cô. Vâng. Ngài sở à. Lý tổng ngài sở muốn tới tham gia hôn lễ của em gái. Ngài xem, biết rồi. Chuẩn bị lễ vật nói với anh ấy tôi chuẩn bị mở họp, tôi sẽ đến muộn. Có thiệp mời không? Đã muốn bước vào trong rồi. Cô dâu là em gái tôi. Không có thiệp mời thì không thể vào được. À, không cần tức giận. Cô dâu là gì của tôi? Tiểu thất chúng ta đi. Cô dâu bước vào lễ đường. Ba, bây giờ Tiểu Mai sống rất tốt. Ngài ở trên trời có linh thiêng có thể yên tâm. Em gái đây là Tiểu Thất, lúc nó còn nhỏ em từng ôm con bé một lần, Tiểu Thất mau gọi cô. Chào cô ạ, hôm nay cô đẹp quá. Ừ, em gái. Hôm nay là ngày cưới của em, chúc em răng long bạc đầu. Đây là bao lì xì anh cho em. Tiểu Mai đây là ai, là bà con của em à? Sao trên người lại có mùi vị nghèo hèn thế này? Tôi nói này, bảo vệ làm việc kiểu gì thế? Sao loại người nào cũng có thể vào trong được thế này? Em gái em hãy mau nhận lấy đi. Sở Thiên Sách anh nghe cho kỹ đây. Tôi không phải em gái anh. Hôm nay anh cũng không có tư cách đứng ở đây tham gia tiệc tối của tôi. Em gái. Anh làm gì vậy? Người anh em này. Bây giờ hai anh em anh một người trên trời một người dưới đất. Tôi đã nói không có thiệp mời thì đừng có vào. Không phải bây giờ anh phải làm trò cười rồi sao? Anh cho rằng em gái anh gả cho trưởng phòng nhân sự tập đoàn Thiên Duyệt, phát đạt rồi là anh có thể tới đây nhận họ hàng sao? Sao anh còn mặt mũi tới đây ăn trực chứ? Còn không mau cút đi. Em gái dù sao chúng ta cũng là anh em ruột. Ha ha ha, Sở Thiên Sách. Có mất mặt không hả? Đây là khách sạn 7 sao duy nhất ở toàn bộ Khâm Châu. Người ở đây, ai cũng là người mà cả đời này anh có cố gắng cũng không thể nào đạt được. Còn không mau cút đi, em gái chúng ta là anh em ruột. Chó má, năm đó tôi bị trục xuất khỏi nhà họ Sở, sao anh không nói chúng ta là anh em ruột? Bây giờ tên họ Sở anh còn muốn tới đây nhờ cậy cô. Cũng không biết lão già chết tiệt kia mà biết sẽ có suy nghĩ gì nữa. Sở Thiên Mai, nếu không phải lúc đó em không biết cố gắng, đắm mình trụy lạc, sao cha có thể đuổi em ra ngoài được chứ? Huống hồ lúc đó cha đã hối hận, muốn đi tìm em nhưng lúc đó em không còn ở đó nữa rồi. Cho nên tôi mới nói lão già kia đáng chết nha. Nói bậy gì đó. Đó là cha ruột của chúng ta. Con mẹ nó anh dám đánh vợ tôi. Con nhóc con. Lại dám đánh tao. Sở Thiên Sách là cha tôi. Anh nghĩ anh có quyền đánh sao? Sở Thiên Sách, hôm nay anh tới đây là cố ý muốn náo loạn tiệc tối của tôi đúng không? Hôm nay tôi tới là vì muốn hoàn thành di nguyện của cha. Sau khi hoàn thành xong tôi sẽ đi. Tôi chỉ biết bây giờ tôi là vợ của trưởng phòng nhân sự tập đoàn Thiên Duyệt. Mà anh chả là cái thá gì hết. Hôm nay là ngày cưới của tôi. Tôi không muốn so đo với anh. Mau cút đi cho tôi. Em gái. Cái này là vòng tay gia truyền của nhà ta. Cha vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy em đeo lên. Đáng tiếc. Tới tận lúc chết ông ấy vẫn chưa thể nhìn thấy được. Hôm nay. Em giúp ông hoàn thành tâm nguyện đi. Em gái, anh đừng có gọi tôi là em gái.
Tôi nói Sở Thiên Sách này, ngày vui thế này, anh luôn miệng nhắc một người chết để làm gì? Đúng thế. Còn không phải anh thấy Sở tiểu thư sống quá tốt cho nên muốn tới nhờ cậy sao? Lấy danh nghĩa thân thích ra nhưng thật ra lòng dạ độc ác, lấy một cái vòng tay rách nát cũng muốn tham gia một bữa tiệc 10 vạn. Đúng là được lắm. Mau cút ra ngoài cho tôi. Trong hôn lễ của tôi không có vị trí cho người ăn cơm. Chúng tôi cũng không tới xin cơm. Mẹ tôi là chủ của tập đoàn Thiên Duyệt. Ha ha ha. Sở Thiên Sách con bé này điên rồi à? Anh có thời gian thì dẫn nó đi kiểm tra đầu óc một phen. Ha 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 ha, chủ của tập đoàn Thiên Duyệt. Ai a, đó chính là Lý Lâm Tuyết. Ai nha, nếu Lý Lâm Tuyết là mẹ nó, tôi sẽ ăn hết sạch cái bàn cơm này. Sở tiểu thư đã nhậm chức ở tập đoàn Thiên Duyệt. Sao Sở tiểu thư lại có thể không biết được chuyện này cơ chứ? Ai u, người anh em này khá đấy. Muốn giả vờ cũng không tìm lý do nào hợp lý chút. Anh bảo anh tới tham gia tiệc cưới của tôi, vậy lễ vật đâu? Những người nơi này hầu hết đều mừng 10 vạn. Lễ vật của anh không phải là vòng tay rách nát mà lão già kia để lại đó chứ? Ừ, tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào. Đây là di nguyện cuối cùng của cha, làm người không thể vong ân được. Anh thì là thứ gì, cũng dám đứng đó chỉ trỏ trỏ tôi. Còn không phải là vì thấy tôi có tiền cho nên muốn nhờ cậy sao? Anh nói anh muốn thực hiện di nguyện thay lão già kia. Được vậy, anh nhìn cho kỹ vào. Sở Thiên Mai, cô làm như thế không sợ khiến cha chúng ta thất vọng sao? Đừng có nhắc lão già kia ở đây. Bây giờ tôi làm việc trong tập đoàn Thiên Duyệt. Mà bộ dạng nghèo kết xác của anh kia, có người anh trai như anh, thật mẹ nó đúng là xấu hổ. Đúng thế. Tiểu Mai, nhà chúng ta sao có thể có một gánh nặng như anh được? Còn thích lấy cái danh thân thích. Ban nãy anh nói gì? Chủ của tập đoàn Thiên Duyệt Lý Lâm Tuyết là vợ của anh. Hừ, được. Vậy anh thử nói với mọi người nghe thử. Anh có thể lấy ra lễ vật gì? Không phải là 200 tệ bên trong bao lì xì đó chứ? Ha ha. Cút đi, đừng có làm loạn hôn lễ của tôi. Lý tổng của tập đoàn Thiên Duyệt đến. Lý tổng của tập đoàn Thiên Duyệt đến tặng lễ mừng tiệc đính hôn của Bạch Trạch tiên sinh và Sở Thiên Mai tiểu thư. Tiền lễ 3.000 vạn. Trời ạ, đây chính là 3.000 vạn. Không hổ là tập đoàn Thiên Duyệt, vừa ra tay đã khiến người ta ngạc nhiên. Hơn nửa số lễ vật kia là vàng thỏi. Đây chính là món lễ vật cả trăm triệu nha. Chúc Bạch tiên sinh và Sở tiểu thư bạch đầu giai lão. Trời ạ, sao thư ký Thanh Vũ của Lý tổng cũng tới nha? Nhiều người tới thế này đúng là khiến người ta được sủng mà sợ. Lý đại tổng tại tự nhiên lại tự mình tham dự buổi hôn lễ này, hơn nữa Bạch tổng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Duyệt. Sau hôn lễ này Sở tiểu thư đúng là một bước lên trời. Mặt khác, chức vụ tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Thiên Duyệt vẫn luôn để trống. Bạch tiên sinh được bổ nhiệm vào chức vụ tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Thiên Duyệt, hết lễ cưới thì đi nhậm chức. Nhìn xem đi, cái gì gọi là cao không thể với tới, khi con nhỏ lúc nào anh cũng hơn tôi. Nhưng bây giờ anh và tôi đã hoàn toàn khác biệt. Vậy sao? Chính là vì những thứ này cho nên cô làm lơ tình cảm gia đình. Anh còn có mặt mũi ở đây làm thân nữa sao? Người đâu tới đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Chồng à, em tới hơi vội cho nên chỉ chuẩn bị những thứ này. Anh ấy có hợp không? Chồng. Không sai, hôm nay tôi tự mình tới đây, ngoại trừ chúc mừng hôn lễ của Sở tiểu thư, còn muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Đó chính là tôi đã thành hôn với Sở Thiên Sách. Từ đây anh ấy chính là cô gia của tập đoàn Thiên Duyệt. Lý tổng, ngài có nhầm hay không vậy? Cái tên Sở Thiên Sách kia là một kẻ lang thang thất nghiệp, sao có thể trở thành chồng của ngài được, trở thành cô gia của tập đoàn Thiên Duyệt chứ? Ý của cô là ánh mắt của tôi có vấn đề. Ai ai ai? Lý tổng, chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Đúng là mắt mù. Tôi đã nói chủ của tập đoàn Thiên Duyệt là mẹ của tôi. Các người còn không tin, còn bắt nạt cha tôi. Cái gì tiểu thất? Con nói bọn họ bắt nạt hai cha con sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Bọn họ nói cha con tới đây xin cơm, còn vứt nát vòng tay mà ông nội con để lại. Cái gì? Ai? Lý tổng, đứa bé này nói chuyện linh tinh. Ngài đừng tin đó là thật. Tiểu thất, con nói bậy cái gì đó? Nào cô dẫn con đi ăn kẹo. Tôi cảm thấy các người vẫn nên kiêu ngạo như ban nãy thì hơn. Anh trai anh mau nói với Lý tổng, tất cả chuyện này chỉ là hiểu nhầm nha. Anh trai, bây giờ cô biết anh ấy là anh trai cô rồi sao? Nịnh nọt, có mắt không chào. Loại người mắt chó xem người như các người, căn bản không xứng có được thân phận tôn quý. Chức vụ tổng giám đốc tài vụ này của anh không cần nhận nữa. Bạch Trạch, anh bị đuổi việc.
Xem ra muốn tìm tổng giám đốc tài vụ khó thật đấy. Gặp lại chúng ta đi. Đi ai cho các người đi? Anh là đại thiếu gia Long Gia Long Trạch Khôn. Tiểu thất bảo vệ mommy. Hai người yên tâm, có tiểu thất ở đây. Xem ra, các vị lãnh đạo của tập đoàn Thiên Duyệt đều đã đến đông đủ rồi, vừa lúc cũng đỡ phải đi một chuyến, xin tự giới thiệu một chút. Bản tôn là Long Gia Long Trạch Khôn, từ giờ trở đi, tập đoàn Thiên Duyệt thuộc về nhà họ Long ta. Long Trạch Khôn tập đoàn Thiên Duyệt là Lý Thị tôi một tay gây dựng nên. Anh cho rằng nhà họ Long anh thế đại là muốn làm gì làm đó sao? Ai? Lý Lâm Tuyết xem ra cô vẫn còn chưa hiểu. Tại sao nhà họ Long tôi có thể phát triển tới nhường này? Tôi cũng không giấu mọi người, ác nhân cốc, nói vậy có lẽ mọi người đều đã từng nghe rồi, ác nhân cốc đã liên thủ với nhà họ Long ta. Để tôi làm tổng tài tân nhiệm của tập đoàn Thiên Duyệt. Tôi mới tới đây, trời xa đất lạ, cho nên muốn thu nhận ba con chó chạy vặt. Long thiếu tôi là giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn Thiên Duyệt, sau này tôi chính là chó của anh. Anh bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đó, cắn tới chết thì thôi. Ha ha ha, được, chó ngoan. Từ giờ trở đi, anh được thăng lên vị trí phó tổng giám đốc thị trường tập đoàn Thiên Duyệt. Cảm ơn Long thiếu. Cảm ơn Long thiếu. Long thiếu ai nha Long thiếu. Tôi là tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Thiên Duyệt. Đối với mấy chuyện nghiệp vụ kia tôi đúng là ngựa quen đường cũ, tôi làm con chó cho anh. Bảo đảm sẽ mở đường cho anh cực kỳ tốt, được lát nữa sẽ cho anh 200 triệu ha ha. Lão cha ác nhân cốc của chúng ta, thật sự lợi hại như lời của bọn họ nói sao, con đi thử chẳng phải là biết rồi sao, yên tâm lần này cho dù con có gây ra tai họa lớn cỡ nào, cha cũng không trách mắng, vậy cha đừng có quản nha, đây là chính cha nói đó. Tiểu cô nương đây cũng tới từ ác nhân cốc. Mới đến, trời xa đất lạ, cũng muốn nhận ba con chó bản địa. Ha, hóa ra các người chính là kẻ đã cứu Lý Lâm Tuyết một mạng, còn giải quyết hơn 100 người Long Hổ Đường. Quả thật khá lắm, cũng không biết Long Thiếu Gia có đem 100 người tới cho chúng tôi luyện tập chiến đấu không? Không biết trời sao đất dày. Nhóc con chết tiệt lên cho tôi. Tiểu quỷ nói đi, là mày tự động thủ hay để tao giúp mày? Ông là kẻ vô danh tiểu tốt nào, dám kêu gào cuồng vọng ở trước mặt bà đây. Xem ra mày là kẻ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy chịu chết đi. Nha ôi mẹ nó, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được ác nhân rồi. Sao cô nhóc này lại mạnh như vậy chứ? Bánh kem. Dám giết người ác nhân cốc, rốt cuộc các người là ai? Nghe nói mày tự nhận người ác nhân cốc, không biết mày có từng nghe qua một người gọi là Ám Hoàng không? Hừ, người nào dám cả gan giả mạo Ám Hoàng? Nhóc con mày chết chắc rồi. Vị ma tôn đại nhân này chính là cao thủ nhất lưu của ác nhân cốc, tôi vốn dĩ không muốn ra tay. Đây là các người tự tìm chết. Cái gì, ma tôn đã tới Khâm Châu rồi sao? Đây chính vị mà một người có thể diệt một quốc gia, hai cha con này chết chắc rồi, đại nhân chính là hắn. Thằng nhóc này ngang ngược cuồng vọng, còn bảo sẽ đánh ngài. Dám nói chính mình là Ám Hoàng. Cuồng đồ to gan lớn mật. Dám bắt nạt Long Gia, giả mạo Ám Hoàng, làm nhục uy danh ác nhân cốc ta. Ta sẽ thiên đao vạn quả ngươi. Lời này đúng là đúng, trách không được. Chịu chết đi. A nha. A ha. Tiểu thất quá xoái. Tiểu thất đại nhân, sao ngài lại ở đây? Hôm nay là hôn lễ của cô ta, sao ta lại không thể ở đây? Đây là hôn lễ của cô ngài. Vậy ban nãy người ta đánh à ai? Lão cha nói cho hắn biết cha là ai. Ta là người ác nhân cốc. Không sai, ngươi cũng là người ác nhân cốc. Sao lúc ta ở ác nhân cốc chưa từng nhìn thấy ngươi? Tiểu nhân ác nhân cốc bái kiến Ám Hoàng đại nhân. Ban nãy ta nghe nói ngươi muốn thiên đạo vạn quả ta. Tiểu nhân không dám. Còn nói muốn báo thù rửa hận, đó là vì tiểu nhân bị kẻ khác lừa. Nếu không cho dù có 10 lá gan, tiểu nhân cũng không dám ra tay với ngài. Quỳ ngẫm lại cho kỹ. Vâng vâng, đã tạ ơn không giết của Ám Hoàng đại nhân.
chuyện này có phải hiểu nhầm hay không? Ngài chính là thập cao thủ của ác nhân cốc, lời đã định có 102, sao ngài có thể quỳ với một kẻ ăn bám chứ? Hỗ Dược, ngươi biết ngài ấy là ai không? Hắn không phải là một tên trai bao được Lý Lâm Tuyết nuôi dưỡng sao? Vốn không có khả năng là ám hoàng gì đó, nhất định bọn họ đang lừa ngài. Ngài mau giết bọn họ đi nha, còn dám làn cản, vũ nhục ám hoàng, nhà họ Long tất diệt. Ma Tôn ta tuyên bố ngừng hợp tác với nhà họ Long. Ám hoàng đại nhân, bây giờ ta lập tức dẫn người đi huyết tẩy nhà họ Long. Này huyết tẩy nhà họ Long, ta có thể đi cùng được không? Cái gì? Ban nãy ác nhân cốc còn đứng chung một phe với Long Trạch Khôn, vừa chớp mắt đã phản bội. Nếu ác nhân cốc ra tay, cho dù có chạy trốn khắp đại hạ, nhà họ Long cũng không thể may mắn thoát khỏi thảm án này. Không cần, ta đưa tiểu thất tới Khâm Châu là vì muốn thoái ẩn giang hồ, rời xa cuộc sống đánh đánh giết giết. Đi nói cho gia chủ nhà họ Long, nếu còn dám cưỡng đoạt vậy chỉ còn một kết cục chết, tự giải quyết cho tốt. Cho má gì, nhà họ Long ta là thương nghiệp đế quốc, sao có thể vì một câu của mày là diệt chứ? Ừ, ngươi tìm chết. Chờ đã, Long Trạch Khôn, tao cho mày một cơ hội cuối, nếu còn dám nhằm vào tập đoàn Thiên Duyệt hợp tác với Lý Vinh Tuyết, nhất định tao sẽ tự mình tới cửa gặp. Mày cứ chờ đó cho tao. Tiểu cô đây mới đến. Trời xa đất lạ, muốn nhận ba tên tiểu đệ. A Lý Tổng có thể có được con gái lợi hại như vậy, tiền đồ của tập đoàn Thiên Duyệt đúng là như gấm, không hổ là con gái của ám hoàng. Ngài thật lợi hại, từ nay về sau, đồ ăn vặt của ngài sẽ cho tôi phụ trách, được, tiểu thất sẽ nhớ rõ các người. Được rồi, mọi người tản đi. Lý Tổng Tài, chúng tôi vĩnh viễn đứng về phía tập đoàn Thiên Duyệt. Không sai, có ám hoàng đại nhân tọa chấn, nhà họ Long kia thì tính là gì chứ? Từ nay về sau, chúng ta còn phải dựa vào Lý Tổng và ám hoàng đại nhân nhiều hơn. Thiên Sách, anh thật sự là cao thủ ám hoàng ác nhân cốc sao? Anh trai, chà, câm miệng phế vật. Cha à, đều là cái tên Sở Thiên Sách kia phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Không có anh ta, không có con nhà đầu đó, tập đoàn Thiên Duyệt đã là của nhà chúng ta. Anh à, anh nói như vậy còn không phải là biện minh cho bản thân sao? Lão nhị, nếu là chú định làm thế nào? Tiếp tục nói. Vâng, cuối cùng Sở Thiên Sách bảo con chuyển lời tới cha, nói nếu chúng ta còn không biết tốt xấu, nhắm vào tập đoàn Thiên Duyệt, vậy thì hắn nhất định sẽ khiến chúng ta ăn không hết gói đem đi. Ha ha ha, không ngoài dự liệu. Cha có cách à? Ta hỏi chuyện Sở Thiên Sách rời khỏi ác nhân cốc, không được phép cho người khác biết đúng không? Vâng, vậy Sở Thiên Sách đối mặt với khiêu khích của mày cũng không động thủ giết người? Hình như là thế. Vậy thì đúng rồi. Từ xưa tới nay ác nhân cốc nổi tiếng máu lạnh vô tình. Bất kể Long Hổ Đường hay hai người các ngươi, hắn không hề ra tay giết ai cả. Hừ, vậy chứng minh gì? Cha, ý cha là hắn không muốn để lộ hành tung, nếu không nhất định sẽ bị kẻ thù đuổi giết. Cha, vậy chúng ta phải làm thế nào? Bất kể Sở Thiên Sách có nói gì, chúng ta cũng không cần quan tâm. Tiếp tục xuống tay với Lý Lâm Tuyết. Nếu không thể công khai, vậy chúng ta đành xuống tay âm thầm. Ha ha ha, Thiên Sách, mấy ngày hôm nay hình như nhà họ Long lại có động tác. Tập đoàn Thiên Duyệt có rất nhiều người hợp tác đều tuyên bố không hợp tác nữa. Tôi đã cảnh báo bọn họ rồi, không ngờ bọn chúng không biết sống chết như vậy. Lý Tổng không hay rồi, rất nhiều khách hàng tình nguyện đưa tiền đền bù vi phạm hợp đồng, cũng muốn ngừng hợp tác với tập đoàn Thiên Duyệt. Cái gì? Lý Tổng, hình như bọn họ bị nhà họ Long uy hiếp, chuỗi tài chính của tập đoàn chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Được, tôi biết rồi. Lão cha Mommy, có người để cái này ở cửa nhà chúng ta. Thiên Sách, Sở Thiên Sách đừng có can dự vào chuyện của người khác, nếu không anh sẽ lãnh đủ hậu quả. Xem ra tôi phải tự mình tới đó một chuyến. Làm sao bây giờ, Thiên Sách hay là thôi đi?
nhà họ Long căn cơ sâu rộng, một mình anh không phải là đối thủ của họ. Lão cha không chỉ có một mình, còn có tiểu thất nữa. Tiểu thất không phải mommy không tin con, chỉ là... Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho bọn họ một món lễ vật mà bọn chúng không thể từ chối. Cung anh gia chủ. Cha. Được được, con đã đưa thư cảnh cáo tới chỗ Sở Thiên Sách. Chúng ta không cần chuẩn bị gì sao? Một con kiến mà thôi, không gây ra nổi sóng gió gì. Anh à, đây chính là tổng bộ thượng cấp của tập đoàn Long Thị ta. Nếu hắn dám tới, vậy chỉ có một con đường chết. Không sai, đừng nói hắn chỉ là một con kiến nhỏ, cho dù hắn có dẫn tất cả gia tộc thế gia tới đây, cũng không phải là đối thủ của nhà họ Long ta. Đi thôi. Này, sao lại thế này? To gan lớn mật, dám gây chuyện ở trong tập đoàn Long Thị ta. Trong phòng. Chào ông nha. Thiên Sách. Là ngươi, còn có tiểu thất. Ông chính là gia chủ nhà họ Long. Long Ngạo Thiên chính là ông. Tôi biết. Ha ha, tên ăn bám được Lý Lâm Tuyết bao dưỡng. Kẻ đáng thương có ý đồ muốn đối kháng với nhà họ Long tôi. Không, ông sai rồi. Ông không biết tôi. Nếu ông thật sự biết tôi là ai, vậy ông đã sớm quỳ xuống đất xin tha. To gan sao anh dám nói chuyện tới cha tôi như vậy. Cha để con tới làm thịt anh ta. Hai người các con ra ngoài trước đi. Ba muốn tâm sự với hắn. Tôi nhìn ra được anh là một đại nhân vật. Có lẽ còn có thân phận siêu phàm gì đó nữa. Nếu không cũng không có khả năng im lặng lẻn vào tổng bộ tập đoàn nhà họ Long tôi, đánh bại những vệ sĩ của nhà họ Long. Thân phận của tôi, ông sẽ không bao giờ nghĩ tới được. Ha ha ha. Người trẻ tuổi đúng là ánh mắt thiển cận. Không biết quy tắc vận hành của thế giới này là gì. Không biết người nắm giữ quyền hành trên thế giới này thực sự là ai. Đừng nói nhảm nữa. Tôi đã không ngừng cảnh cáo ông. Không được phép xuống tay với tập đoàn Thiên Duyệt nữa. Nếu không ông sẽ phải trả một cái giá đắt. Sắc đầu giận dữ vì hồng nhan. Nhóc con, tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, nhưng bản thân anh cũng phải biết, có một số người đứng ở độ cao mà cả cuộc đời này anh không với đến, cho dù đế giày của bọn họ anh cũng không chạm được. Nếu dám chắn trước mặt bọn họ, vậy thì chỉ còn con đường chết. U mê khó bỏ, gan bướng hồ đồ. Không không không, đây là thề không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Đây là tín nhiệm của cường giả. Xem ra hôm nay tôi tới đây phí công một chuyến rồi. Tôi nói cho ông biết, tín nhiệm của cường giả trong miệng ông là thứ yếu ớt không kham một kích thế nào. Ha ha ha, thằng nhóc thối. Tôi nghe nói anh là ám hoàng ác nhân cốc gì đó, nhưng biểu hiện của anh lại giống một con chuột sợ đầu sợ đuôi. Tôi đoán dù anh có vào được tới đây, cũng không dám làm to mọi chuyện. Vậy sao? Ha ha ha, anh không cần phủ nhận. Chàng trai trẻ à, tôi hiểu mà. Anh là một kẻ yếu, là không có quyền lợi phản kháng. Tôi tha cho anh. Lão già à, ông hồ đồ rồi à. Ai mạnh ai yếu đến tận bây giờ cũng chưa rõ. Cũng tốt, tôi sẽ cho ông một thời gian. Tiểu thất, lão già ông rất giàu đúng không? Đương nhiên, chỉ cần các người không bảo vệ tập đoàn Thiên Duyệt và Lý Lâm Tuyết nữa là được. Cái gì? Tôi cho ông 30 giây. Hủy bỏ sức ép đối với tập đoàn Thiên Duyệt và Lý Lâm Tuyết. Nếu không hai đứa con trai của ông sẽ chết sạch. Ha ha ha.
Chết cười. Trên thế giới này, không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp tới tộc của tôi. Vậy sao? Long Tổng không hay rồi. Vừa mới nhận được tin tức, 12 phân bộ của tập đoàn ta bị một thế lực thần bí khống chế. À, 20 giây. Sao lại như thế, Long Tổng, tài sản của tập đoàn Long Thị chúng ta đang dần bốc hơi, không còn nổi 1 tỷ. Cứ tiếp tục như thế, nhà họ Long chúng ta sẽ xong đời mất. Ông có biết loại người sốc nổi như ông? Một năm tôi có thể xử lý sạch sẽ mấy tên, khá lắm. Đúng là có chút thủ đoạn, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy, một phát đạn của tôi sẽ khiến đầu cậu nở hoa. Khiến cậu chết không toàn thây. Bắn đi. Bắn đi, tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây. Ai u đã chết tới nơi còn nói lời vô nghĩa. Cũng coi như 10 giây còn lại để thành toàn cho ông. Xin lỗi. Cứ thử xem. Sao có thể? Đạn của tôi, cậu. Làm khi nào? Cha, công ty của chúng ta bị sao vậy? Tại sao lại có người nói nhà họ Long chúng ta phá sản? Cha đừng có nhiều lời với anh ta. Dùng súng bắn chết anh ta. Nhóc con. Là lão phu nhìn nhầm. Lão phu hùng bá thượng kinh nhiều năm như thế. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con kiến xuất sắc như vậy. Đó là vì ông thấy quá ít. Ông thấy tôi giống như ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên trên bầu trời. Nếu ông ở ác nhân cốc, vậy nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy trời. Sở Thiên Sách, rốt cuộc anh là ai? Tôi đã nói với các người rồi. Các người không biết tôi. Người ở ác nhân cốc đều biết tôi. Ác nhân cốc. Đúng thế. 12 phân bộ nhà họ Long tôi trải dài khắp cả nước. Chỉ có ác nhân cốc mới có năng lực này. Hừ, bọn họ dựa vào đâu mà nghe theo anh? Ông có thể cấu kết với ác nhân cốc. Vậy tôi cũng có thể. Chỉ là mối quan hệ giữa tôi và ác nhân cốc không phải là hợp tác, mà là chủ nhân nô lệ. Trái lời chết. Lão cha của tôi là ám hoàng. Nhà họ Long đã phá sản. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất là thề vĩnh viễn không bao giờ đối nghịch với nhà họ Lý. Thứ hai. Chết, anh. Ha ha ha, tôi thừa nhận. Chuyện cậu lén lút lấy đạn ra khỏi súng của tôi là cậu lợi hại. Nhưng lựa chọn của chúng tôi là không tuân theo. Các con bắn nó. Tha mạng. À không không không. Ám hoàng đại nhân xin tha cho tôi. Chuyện nhằm vào tập đoàn Thiên Duyệt và Lý Lâm Tuyết là con trai tôi đề xuất. Cha nói gì vậy? Đúng đúng đúng, là anh trai tôi. Là anh trai tôi làm, không liên quan tới bọn tôi. Như vậy, ở chỗ này của tôi còn thừa một viên đạn. Các người tự mình chọn người để chết đi. Tiểu Thất, đi. Chính là như thế. Thời đại của nhà họ Long đã kết thúc rồi, cho dù bọn họ Đông Sơn tái khởi, cũng không thể đối nghịch với em được nữa. Thật hay giả vậy? Hai người lợi hại như thế sao? Còn có thể là giả sao? Ừm, em tin hai người. Sở Tiểu Thất thiên hạ đệ nhất. Tiểu Thất nói đúng. Tiểu Thất thiên hạ đệ nhất. Mẹ bảo dì Thanh Vũ ở ngoài chờ con. Đưa con tới trường học mới. Hy vọng Tiểu Thất chăm ngoan học giỏi, cũng có thể là thiên hạ đệ nhất. Ông trời ơi! Con ngẫm lại xem.
Thiên Sách, tôi có chuyện nói với anh. Trong quãng thời gian này xin lỗi anh, khiến anh bị cuốn vào nhiều chuyện phiền phức như vậy. Cũng may mà có anh ở đây, cảm ơn anh. Chuyện giữa hai ta cần gì cảm ơn chứ, tôi không định nói không vậy đâu. Tôi còn một việc muốn làm phiền anh. Em nói đi. Thiên Sách, tôi nói này, lúc trước chúng ta kết hôn là vì muốn né tránh liên hôn gia tộc, đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi. À cái kia, nếu cô cảm thấy không thoải mái, vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ly hôn. Không không, ý của tôi không phải thế. Bây giờ tôi không muốn ly hôn. Anh thấy sao? Tôi cảm thấy nhất định Tiểu Thất cũng sẽ không nỡ xa cô. Đúng rồi, có việc này. Ngày mai là tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Anh về nhà với tôi một chuyến. Được nghe cô. À đúng rồi, mẹ tôi nói chuyện không dễ nghe. Đến lúc đó anh đừng có để trong lòng nhé. Không sao cả. Ách, đợi lát nữa tôi sẽ chuẩn bị cho mẹ một ít quà. Đến lúc đó em cũng sẽ không xấu mặt. Được vậy, làm phiền anh. Mẹ con đi du học nước ngoài về rồi. Mẹ xem, có phải nên để con tiếp nhận tập đoàn Thiên Duyệt từ tay chị không? Cũng đến lúc rồi. Lúc trước cho con đi du học chính là vì muốn để con tiếp quản tập đoàn Thiên Duyệt mà. Ai thế, nhưng mẹ ơi, không phải mẹ không biết tính tình của chị con. Ai nha, con trai bảo bối của mẹ. Chị con sẽ nhanh chóng gả cho Tần thiếu gia. Đến lúc đó, con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Cho dù nó không muốn, cũng không thể không giao tập đoàn Thiên Duyệt cho con. Cảm ơn mẹ con, biết mẹ tốt với con nhất mà. Mẹ con đã về rồi. Sao cô còn quay về đây? Không phải ngày hôm qua đã gửi thông báo bảo cô không cần về rồi sao? Còn mặt dày quay về, có ý gì vậy? Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con là con gái của mẹ, cho dù có bận chuyện của tập đoàn Thiên Duyệt cũng sẽ bớt chút thời gian về ăn sinh nhật với mẹ, không phải chứ? Cô còn biết tôi là mẹ của cô à? Nhiều năm như thế cô quản chuyện tôi sống chết không? Tôi bảo cô gả cho Tần thiếu gia, cô phủi đi quay đi. Cô có còn coi tôi là mẹ nữa không? Ừ. Còn biết quay về. Người này là ai thế? Mấy ngày hôm trước chị kết hôn rồi. Đây là anh rể của cậu. Anh rể? Cô là cái đồ bất hiếu. Cô muốn khiến mẹ tức chết phỏng. Chị à, chuyện lớn như kết hôn, sao chị có thể tự mình làm chủ chứ? Gặp được người thích hợp thì tự mình kết hôn. Không được. Tôi không đồng ý. Cô có biết không? Bây giờ Tần thiếu gia còn đang chờ cô đó. Mẹ con sẽ không theo cái kẻ Tần thiếu gia vô công rồi nghề kia đâu. Ai nha, cô nói cái gì thế? Lúc còn trẻ đa tình một tí thì có làm sao, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần nhà họ Lý liên hôn với nhà họ Tần, cường cường liên hợp, tập đoàn Thiên Duyệt có thể nâng cao một bước. Chị à, chị hồ đồ rồi. Nhà họ Tần là thế gia của Khâm Châu, chỉ cần có thể liên hôn với nhà họ Tần, nhà họ Lý ta mới có thể càng ngày càng phát triển. Cái kia mẹ, đừng lo lắng. Có con ở đây, tập đoàn Thiên Duyệt sớm hay muộn cũng sẽ phát dương quang đại. Cái gì? Anh gọi tôi là mẹ. Ừ. Anh là thứ gì? Không có bản lĩnh gì lớn, nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Nơi này không có chỗ cho anh nói chuyện, cút qua một bên đi. Mẹ, mẹ nghe con nói. Câm miệng, cái thứ phá của như cô. Nếu cô nghe theo lời sắp xếp trong nhà, gả cho Tần thiếu. Ừ. Vậy thời gian trước tập đoàn Thiên Duyệt chúng ta có thể gian nan như vậy sao? Cút qua một bên đi, đừng đứng ở đây trướng mắt. Lâm Tuyết, chúng ta đi. Yến hội thế này không tham gia cũng được. Đúng vậy, mau đi nhanh. Mẹ. Thiên Sách không có ý kia. Mẹ đừng tức giận. Chị à, chị đúng là không biết tiến bộ. Nuôi một kẻ ăn bám như thế, không hiểu chút quy củ nào. Mau mau cút. Còn ở đây làm gì, mau cút đi. Bác gái à, chúng bác phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tần thiếu anh đã tới rồi nha. Tần thiếu tới à? Cậu nhóc này. Tần thiếu anh tới chúc mừng là được rồi. Còn mang theo nhiều lễ vật thế làm gì? Không mệt sao? Bác gái à, những thứ này là tổ yến nhân sâm trăm năm, không tốn bao nhiêu. Ha ha ha, được được được. Đúng là Tần thiếu có tâm. Tuyết Nhi, cô đến rồi, có phải cô đã nghĩ thông rồi, muốn gả cho tôi rồi không? À Tần thiếu, Tần thiếu, tôi đã kết hôn. Lý Lâm Tuyết, cô không định nói với tôi. Cô kết hôn với kẻ này đó chứ?
Không sai, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Nhóc con đi tới gặp phụ huynh không phải là đi tay không đó chứ. Nha, đúng là mang theo lễ vật nha. Nào lấy ra cho mọi người nhìn thử xem. Không phải là không lấy ra nổi chứ. Đương nhiên là tôi có lễ vật. Là quà ra mắt cũng như quà sinh nhật. Chỉ có điều dù tôi muốn đưa, vậy cũng phải nhìn xem người nhận được kia có xứng được nhận không. Anh nói cái gì? Là không tôn trọng tôi sao? Bác gái à, một kẻ phế vật ăn bám. Không thể lấy ra nổi món đồ tử tế nào, chúng ta còn cố tình muốn xem. Tôi thấy chúng ta cứ coi như là một trò cười là được. Ai vẫn là Tần Tiếu biết nói chuyện. Nhóc con mở ra xem thử đi. Được, hy vọng lát nữa các người đừng giật mình. Wow, là bút tích của Khô Trúc Đại Sư nha. Mẹ Thiên Sách biết mẹ thích Khô Trúc Đại Sư, cho nên cố ý chuẩn bị cho mẹ. Như vậy còn cố ý chuẩn bị. Thứ này tôi thấy đây chỉ là một tờ giấy rách mà thôi. Anh hủy hoại bức họa này, số tiền đền bù cũng sẽ khiến nhà họ Tần xuất huyết. Ha ha, đây không phải là hàng bán ngoài vỉa hè mà anh mua đó chứ? À không phải, anh cố ý dùng 20 tệ mua đó chứ? À ha 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 ha, anh Tần nói đúng lắm. Khô Trúc Đại Sư có hành tung thần bí. Tuy không ai biết mặt ngài ấy, nhưng những bức họa ngài ấy họa đều cực kỳ đặc sắc. Mỗi bức tranh của ngài ấy trong hội đấu giá có thể bán với cái giá trên trời. Chỉ bằng anh, lấy gì mà mua được? Tôi đã nói rồi mà, loại người giống như anh không có bản lĩnh gì hết. Lâm Tuyết à, con nhìn Tần Thiếu nhà người ta đi. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt được thật giả. Tâm tư thâm trầm nha. Tần Thiếu nhà người ta mới xứng với một người như con. Như thế nào lại biến thành tên phế vật này rồi? Tôi nói rồi, chỉ có tôi mới xứng với Lâm Tuyết. Mấy kẻ mắt mù như các người không xứng có được phúc phần này. Ai u. Nhóc con nể mặt mày một tí, mày định chổng đuôi lên trời đó à? Biết vì sao tao nói bức tranh này là giả không? Bởi vì bức tranh thật đang ở trong tay tao. Bác gái, tôi biết bác yêu thích nhất là bút tích của Khô Trúc Đại Sư, cho nên tôi đặc biệt tiêu 1 tỷ mua được bức họa này tặng bác. Đúng vậy. Này, hai bức họa này cũng không có gì khác nhau nha, nhưng vừa nhìn qua đã biết cái nào là thật cái nào là giả. Bác gái à, loại ăn bám như hắn tôi hiểu rõ lắm. Tự ti lại tự phụ, mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng. Bây giờ cả người hắn chỉ có miệng là cứng. Lâm Tuyết à, con phải nhìn cho rõ bộ mặt thật của thằng nhóc bên cạnh con. Tôi ra lệnh cho cô lập tức ly hôn với nó ngay. Đúng thế chị à. Anh Tần vì muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ, còn tiêu tốn 1 tỷ. Còn thằng nhóc này, chỉ cầm một bức tranh giả với để làm quà. Đúng là không biết chị thích ở chỗ nào. Tôi thích anh ấy vì anh ấy biết quan tâm người khác. Anh ấy thật lòng tốt với tôi. Lâm Tuyết, tôi nói cô biết, nếu cô còn cứng đầu, còn không chịu ly hôn, thì tôi không có đứa con gái như cô. Mẹ, mẹ, đừng có gọi tôi là mẹ. Dù sao cũng sắp gả ra ngoài rồi. Từ hôm nay trở đi, cô rời khỏi tập đoàn Thiên Duyệt. Dù sao con gái gả chồng như bát nước đổ đi, sớm muộn gì cũng là người ngoài. Mẹ, cho dù thế nào con cũng là con gái của mẹ. Mẹ làm thế này có phải là quá đáng lắm không? Con gái sao? Cho dù một con chó, tôi cho nó ăn cơm, nó còn biết vẫy đuôi mừng tôi nữa đó. Chị à, nếu chị không đồng ý ly hôn gả cho Tần Thiếu, vậy chị ngoan ngoãn giao tập đoàn Thiên Duyệt cho tôi. Sau này đừng có tới tham gia yến hội của mẹ tổ chức nữa. Nhìn xem chị đã khiến mẹ tức giận tới mức nào rồi kìa. Bà chiếm cái danh mẹ của Lâm Tuyết, thiên vị con cái còn chê Lâm Tuyết không hiếu thuận. Phản rồi, phản rồi. Đuổi bọn họ ra ngoài, đuổi ra đi nha, không cần bà đuổi. Chúng tôi tự đi. À đúng rồi, bức tranh bà coi là báu vật trên tay, tôi nói bà biết nó là giả. Thư cho má, anh có nói rõ mọi chuyện ra không hả? Thế mà lại dám nói bức tranh tôi đưa là giả. Tần Thiếu Gia là loại người nào cơ chứ? Là người của gia tộc nhà họ Tần ở Khâm Châm. Tuy rằng bút tích của đại sư rất quý giá, nhưng đối với Tần Thiếu nó cũng không nhiều nhặn gì. Lâm Tuyết, cô nhìn xem cô tìm người đàn ông thế nào kìa. Tiệc mừng thọ đang tốt đẹp bị các người phá thành cái bộ dạng này. Cô muốn khiến tôi tức chết sao? Chúng ta đi, ở nơi này không cần thiết phải đến nữa. Thiên Sách, dù sao bà ấy cũng là mẹ em. Nếu Thiên Sách đã nói thứ này là giả, vậy nhất định có đạo lý của anh ấy. Có đạo lý,
một kẻ ăn bám như hắn, đời này đã gặp qua bức tranh thật bao giờ chưa, thế mà dám nói tranh tôi tặng là giả, đúng là không biết liêm sỉ, có phải là giả hay không trong lòng anh tự biết. Ha ha ha, ít nói nhảm, Tần Thành tôi là người nào chứ, tôi có thể đưa một bức tranh giả cho mẹ Lâm Tuyết sao? Lý Lâm Tuyết quản con chó của cô cho tốt. Một kẻ có lẽ không biết dùng bú lông, còn dám ở đây nghi ngờ bút tích của Khô Trúc đại sư, ai nói tôi không biết, tôi có thể vẽ ra bức tranh còn đẹp hơn bức kia. Anh biết vẽ tranh? Anh đúng là dám nói thật, nếu hôm nay anh có thể vẽ ra được một bức tranh, tôi sẽ nhảy từ kia xuống. Được. Đây chính là tự anh nói. Không sai, đây là tôi nói. Nếu như anh không vẽ được hoặc vẽ không đẹp, vậy anh biết tay với tôi. Lấy giấy và bút mực ra đây. Tiên sinh, giấy và bút mực của ngài. Không nghĩ tới thằng nhóc này đúng là có chút tài năng. Có thể sao chép lại bức tranh này giống y như thật. Vẽ lại giống thì có ích gì? Giả chính là giả, đúng thế. Không phải chỉ là vẽ lại sao? Nếu là tôi, không đến 10 phút tôi cũng có thể vẽ ra được một bức. Tôi nói này, thằng nhóc này tặng bức tranh kia, vốn không phải là tự bỏ tiền mua, đúng không? Anh tự mình vẽ một bức tranh là được rồi đúng không? Ha ha ha, anh Tần, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Sao em không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Thằng nhóc này đúng là một nhân tài. Tay không biến ra quả. Chúng ta suýt chút nữa bị lừa rồi. Tôi coi như nể mặt Lâm Tuyết. Hy vọng bà đừng có làm tôi thất vọng lần nữa. Nhóc con, vẽ tranh giống thì sao chứ? Giả chính là giả. Anh mau ly hôn với con gái của tôi ngay. Đúng là có mắt không chồng. Vậy tháo xuống đi. À, anh dám mắng tôi. Người đâu tới đây đuổi hắn ra ngoài. Mẹ, gia chủ nhà họ Lý đến. Ồ, đều ở đây cả à, ban nãy tôi có chút việc nên đến muộn. Mọi người thông cảm. Cha. Này. Đây là bút tích của Khô Trúc đại sư. Tôi đã tìm kiếm nhiều năm. Sao lại ở đây thế này? Mực còn chưa khô, đây là bức tranh Khô Trúc đại sư vừa vừa vẽ, bây giờ đại sư đang ở đâu? Lão già, có phải ông già cả mắt mờ rồi không? Ông nhìn này, bức tranh này mới là thật. Vớ vẩn, sao tôi có thể không nhận ra được bút tích của Khô Trúc đại sư chứ? Bức họa này của bà, vừa nhìn đã biết không phải là chữ của Khô Trúc đại sư. Tần thiếu, chẳng lẽ bức tranh anh đưa là giả? Cậu đánh giám cha tôi là đại sư ngành giám định bảo vật. Đời này ông ấy còn chưa từng nhận nhầm đâu. Nếu đã nói như thế, chẳng lẽ là giả sao? Không được. Tôi nhất định phải được tận mắt nhìn thấy Khô Trúc đại sư, có thể thấy được mặt của Khô Trúc đại sư. Đây là may mắn của cuộc đời tôi. Ai cha đi đâu vậy? Này bác Lý này, ánh mắt không tốt đâu. Ngay cả chân tích của Khô Trúc đại sư cũng không nhận ra. Được rồi, các người mau mau cút đi. Đỡ mất công ông ấy thấy lại tức giận. Nếu bà nói bức tranh này là giả, vậy tôi không cần phải giữ lại nữa. Ai ai ai, anh làm gì đó? Nếu đã là đồ giả, vậy tôi sẽ xé nó ra, đỡ khiến bà bẩn mất. Vô lễ lấy thứ đã tặng ra để xe. Đạo lý ở đâu, mau cút đi, anh ở đây mới đúng là bẩn mắt tôi. A à. Lý Lâm Tuyết, cô nhìn xem đàn ông cô tìm kia. Lão bà à, nếu bà nói bức tranh này là giả, vậy còn để lại làm gì? Nếu như còn nuối tiếc, vậy đã cam chịu nó là thật. Chẳng qua miệng bà vẫn luôn nói dối mà thôi. Anh mau cút ra ngoài cho tôi, sau này đừng có để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Lý Lâm Tuyết mau giao quyền quản lý tập đoàn Thiên Duyệt ra, dẫn theo người chồng phế vật của cô cút ra khỏi nhà họ Lý. Sau này không được phép bước chân vào nhà họ Lý nữa. Lâm Tuyết, chúng ta đi. Loại người không nhân tính không yêu thương này không có cũng không sao. Vẫn không đuổi theo kịp Khô Trúc đại sư. Người thanh niên này là, đây là tên ăn bám mà chị con nuôi. Cái gì cũng không biết, chỉ có vẽ tranh còn tạm được. Ban nãy còn vẽ ra một bức tranh giả, sao chép từng chi tiết một không thiếu cái nào. Ai chú à, giống thật nuôi không thì lãng phí, ngàn vạn lần không thể để hắn ra khỏi nhà chú được. A, bức họa ban nãy là do cậu vẽ. Đúng, ai nói đại sư chỉ có thể là lão già, mà không thể là người trẻ tuổi chứ. Ban nãy bức họa kia đã xé đi 2 tấm. Quý giá như vậy, đúng là vô sỉ ngu xuẩn.
Ba à, sao ba có thể mắng con được chứ? Bởi vì đó là bút tích của Khô Trúc Đại Sư. Sao có thể chứ? Bức họa kia là hắn mới vẽ mà thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi và Lâm Tuyết đi trước tiên sinh. Sở tiên sinh ngài khoan hãng đi đã. Bạn già ông làm gì vậy? Chẳng lẽ ông thật sự muốn cho một kẻ chỉ biết lừa người, thứ đồ vô lễ, bước vào cửa nhà chúng ta hả? Này này bà già hồ đồ này, đây chính là Khô Trúc Đại Sư. Sao có thể chứ? Từ xưa tới nay Khô Trúc Đại Sư đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi nào xuất hiện cũng che mặt, khiến người ta không nhìn rõ mặt. Bởi vì bức họa cổ này, cho nên người trong nghề đều tưởng ngài là một lão già. Chẳng lẽ không phải à? Ai nói đại sư không thể là người trẻ tuổi chứ? Tôi đã từng thấy đại sư vẽ tranh, bút pháp tiêu sái độc nhất vô nhị của đại sư. Trên đời này không thể tìm được người thứ hai đâu. Như vậy có nghĩa là hắn thật sự chính là Khô Trúc Đại Sư à? Vô nghĩa. Thiên Sách, anh thật sự là Khô Trúc Đại Sư. Anh còn có tài năng này nữa à? Tài năng của anh nhiều lắm, sau này em sẽ biết. Không thể nào, một tên phế vật như hắn sao có thể là Khô Trúc Đại Sư chứ? Cho nên mới nói các người vô tri ngu xuẩn. Vẻ mặt của các người hủy hoại hai bức tranh của đại sư, các ngươi chính là tội nhân của nghệ thuật. Đại sư à, lúc trước là tôi nói chuyện khó nghe, đúng là tôi không đúng. Ngài đại nhân đại lương đừng chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Thiên Sách, bây giờ mẹ em sùng bái anh bớt giận, tha thứ cho bà ấy đi. Được mẹ, vậy bây giờ mẹ không phản đối con kết hôn với Thiên Sách nữa rồi chứ? Không phản đối, không phản đối. Con nhìn xem cậu thanh niên này, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Đúng đúng đúng, đại sư thành con rể tôi, đó chính là vinh hạnh của nhà họ Lý. Anh rể chú ý, vậy hôn ước lúc trước giữa hai nhà Lý Tần còn tính nữa không? Nhóc con Tần Thiên à, lúc trước ta đã nói với con rồi, bây giờ đã không phải là thời đại nghe lời cha mẹ tuân theo hôn ước nữa rồi. Bây giờ chúng ta phải tôn trọng suy nghĩ của người trẻ tuổi. Tần thiếu à, hai nhà chúng ta vẫn còn là bạn tốt đúng không? Bạn tốt? Mẹ nó, ai là bạn tốt với các người? Nhà họ Lý các người ở Khâm Châu chỉ là một tập đoàn cấp A thôi, so với thế gia thì chẳng là cái định gì cả. Trên thế giới này, uy quyền mới là vương đạo. Nói như vậy có nghĩa là bây giờ cậu không nói dối được nữa, cho nên chuyển thành khoe nhân mạch à? A Tần thiếu à, hà tất phải thế, thôi bỏ đi. Coi như nhà họ Lý chúng tôi nợ cậu một ân tình. Chú à, chú biết Mãnh Hổ Đường ở Khâm Châu là huynh đệ của tôi. Nếu các người không muốn cả nhà đang đi đường bị một chiếc xe đâm chết, sau đó hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Tần Thành cậu đang uy hiếp chúng tôi à? Các người cũng biết Mãnh Hổ Đường Khâm Châu từ trước tới nay đều là lấy tiền làm việc. Nếu hôm nay các người không gả Lý Lâm Tuyết cho tôi, vậy cứ chờ chết đi. Tôi chính là đang uy hiếp các người đó. Thần Thành anh thật quá đáng. Lý Lâm Tuyết tôi còn đang định giúp cô, bây giờ tôi đành nói thật cô biết. Đợi cô gả tới nhà họ Tần tôi sẽ tra tấn cô bất kể ngày đêm. Ai muốn gả cho một kẻ độc ác như anh chứ? Chuyện này cũng không do cô quyết định. Ban nãy anh nói là Mãnh Hổ Đường đúng không? A, à, đường chủ Mãnh Hổ Đường mà thấy tôi thì không dám thở mạnh. Không nghĩ tới đây là chỗ dựa của cậu, Sở Thiên Sách, ai mà không biết khoác lác chứ. Vậy được thôi, bây giờ anh cứ gọi hắn tới đây đi, sau đó nhìn thử xem rốt cuộc tôi có nói dối hay không. Được được. Gọi Hắc Hổ Ca tới đây cho tôi. Vâng, các người chờ đó. A, à, Hắc Hổ Ca nơi này có một thằng nhóc, nói anh nhìn thấy nó thì không dám thở mạnh. Đại ca chuyện gì vậy? Hắc Hổ Ca anh làm gì vậy? Mày đắc tội ngài ấy. Hắc Hổ Ca anh nghe tôi nói, hắn chính là người. Đừng 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 cái gì. Hắc Hổ tôi ở trước mặt đại ca chính là một con mèo nhỏ, sau này không được đắc tội ngài ấy. Có nghe thấy không? Lâm Tuyết, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mẹ em ở lại nói chuyện với bà. Lễ vật đã hỏng rồi, anh đi mua thêm hai món lễ vật mới cho bà. Được vậy, lát nữa em sẽ đi tìm anh. Tần Thiên, còn chưa cút đi à? Tiên sinh, ngài xem ngài thích mẫu nào có thể nói với chúng tôi. Được, gói vòng tay pha lê phỉ thúy này lại cho tôi. Được tiên sinh. Anh là Sở Thiên Sách. Sở Thiên Sách đừng giả vờ. Cô là Trương Tiểu Vân. Ha, đúng là cô, con gái 18 thay đổi. Xem ra anh đã sắp quên tôi rồi. Nhưng tôi thì không như thế, cho dù anh có hóa thành cho tôi cũng có thể nhận ra anh. Vậy sao? Tôi khiến người ta chán ghét như vậy sao? Năm đó anh đi tố cáo tôi với giáo viên, khiến tôi phải chịu nỗi sỉ nhục đời này khó quên. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, lại chơi trò bốc hơi khỏi nhân gian. Trước đó không lâu nghe nói anh quay lại Khâm Châu, ngay cả công việc cũng không có. Đúng là báo ứng. Cô không thấy cô cũng như thế sao? Một người bán hàng mà thôi,
Cửa hàng này tôi làm là cửa hàng đá quý lớn nhất thành phố này. Tiền lương mỗi tháng của tôi có cả vài vạn. Mà anh thì sao, chỉ là một kẻ nghèo hèn. Đụng tới loại khách hàng như anh, tôi cũng thấy xui xẻo. Trương Tiểu Vân, cô không cần nói móc. Không phải là vì năm đó tôi từ chối cô đó chứ? Cũng may năm đó anh từ chối tôi. Nếu không tôi sẽ phải ở với kẻ nghèo hèn như anh cả đời. Đúng là không biết nói lý. Anh nhìn cái gì mà nhìn, còn đợi ở chỗ này làm gì? Tôi tới cửa hàng đá quý đương nhiên là muốn mua trang sức rồi. Sở Thiên Sách, anh cũng không đái một vũng, rồi soi lại bản thân xem đức hạnh của mình. Nơi đây một món trang sức có giá mấy chục vạn, cũng không xem lại mình có mua nổi không. À, tôi biết rồi. Bởi vì anh không có tiền, ban nãy định nhân cơ hội tôi không có trong tiệm, không có ai ở đây cho nên muốn trộm đồ tôi đi bán đúng không? Sở Thiên Sách, tôi quang minh lỗi lạc. Thu lại mấy suy nghĩ bẩn thỉu đó của cô đi, ha ha. Đúng là cười chết tôi. Một kẻ nghèo hèn như anh, đi tới đi lui trong tiệm đá quý. Còn nói bản thân quang minh lỗi lạc. Được rồi, tôi lười nói chuyện với cô. Gói hai món này lại cho tôi. Ai u, còn đang giả vờ cơ à? Cô không bán đúng không? Được, tôi đi. Này, ai cho phép anh đi? Này, anh muốn trộm đồ trong tiệm tôi, vừa hay bị tôi bắt được. Còn muốn đi luôn à? Vậy cô muốn gì? Tôi muốn anh phải ngồi tù. Đồ thần kinh. Tiểu Vân làm gì đó? Ồn ào nhôn nháo. Quản lý à, người này tới tiệm của chúng ta lén la lén lút định trộm đồ. Cái gì? Trộm đồ sao? Cô thấy anh ta trộm đồ sao? Tôi không nhìn thấy. Nhưng tôi có lý do để nghi ngờ, anh ta là Sở Thiên Sách. Chính là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi. Ban nãy lén la lén lút, vừa nay bị tôi bắt gặp. Ý là nói anh ta không có tiền nhưng còn vào tiệm chúng ta. Cho dù tôi thật sự không có tiền, cũng không có nghĩa tôi sẽ trộm đồ trong tiệm các người chứ. Bây giờ anh không trộm cũng là vì bị tôi bắt gặp. Nếu ban nãy tôi không ở đây, vậy đúng là không dám nghĩ tới hậu quả. Quản lý đừng nên nhiều lời với anh ta, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là bảo anh ta bồi thường. Nhóc con, hôm nay tôi không so đo với cậu. Nhân lúc ông đây còn chưa tức giận, vậy mau quỳ xuống đất nói mình sai rồi. Nói xong thì mau cút đi. Còn không mau quỳ xuống. Quản lý, anh xem hắn còn muốn đánh người. Nhóc con, cậu đây là rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Tôi xem ai dám động đến anh ấy. Cửa hàng các người tiếp khách như vậy sao? Chưa phân rõ đúng sai đã khiến khách hàng khó xử. Tôi thấy cửa hàng này của các người không cần mở nữa. Cô là ai? Dám nói chuyện với quản lý của tôi như vậy. To gan lớn mật. Bây giờ tôi rất tức giận. Tốt nhất miệng cô nên sạch sẽ chút. Quản lý, cô ta đánh nhân viên anh. Anh còn thất thần làm gì? Ngài là Lý Tiểu Thư. Anh biết thân phận tôi. Vậy thì cũng nên biết tính tình tôi. Vâng vâng. Quản lý, người phụ nữ này là ai? Tại sao anh lại nịnh nọt cô ta như vậy chứ? Có muốn tôi được tiếp tục làm việc ở Khâm Châu nữa không hả? Xui xẻo, suýt chút đã chọc đại họa rồi, còn không mau cầm miệng đi. Lý Tiểu Thư không biết vị này là... Anh ấy là chồng tôi. Lý Tiểu Thư, tôi thật sự không biết vị tiên sinh này là chồng cô. Lúc trước là tôi có mắt không chồng, xin lỗi. Cho dù anh ấy không phải chồng tôi, nhưng các người có thể tùy tiện nghi ngờ khách hàng là ăn trộm sao? Cửa hàng này của các người còn có muốn mở nữa không? Quản lý, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cái thứ có mắt như mù này, còn không mau đi xin lỗi. Xin lỗi. Rất xin lỗi. Được, cô bị đuổi việc. Mau thu thập đồ đạc rồi cút đi. Quản lý, cút. Được lắm Sở Thiên Sách. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không để anh yên đâu, anh chờ đó cho tôi. Lý Tiểu Thư, ngài xem. Chuyện ngày hôm nay cứ vậy đi, không có lần sau. Lý Tiểu Thư rộng lượng. Được rồi, đóng gói hết những món ban nãy tôi chọn. Vâng, để tôi tự mình đóng gói cho ngài. Hơn nữa bất kể hôm nay ngài thấy thích cái gì, tôi cũng miễn phí, ha ha ha. Lâm Tuyết, thái độ của mẹ với em đã đỡ chưa? Rồi, vật là tốt rồi. Lát nữa em cầm mấy thứ kia về nhà. Dù sao cũng là người một nhà, nói chuyện cho tốt. Anh không về với em sao? Anh sợ lại khiến mẹ em tức điên. Sao có thể chứ, bây giờ bà ấy rất sùng bái anh.
Không sao đâu, nếu anh mệt thì anh về nghỉ ngơi trước đi. Trong quãng thời gian này anh cũng đã vất vả rồi. Vậy anh đi trước. Chào mừng tới khách sạn Thiên Duyệt. Tiên sinh ngài muốn ăn gì? Thẻ đen tôn quý của tập đoàn Thiên Duyệt. Vị khách tôn quý, nơi này là khách sạn nằm trong chuỗi tập đoàn Thiên Duyệt. Chúng tôi nhất định sẽ phục vụ ngài cho tốt. Nơi đây có gì? Nơi này của chúng tôi có tôm hùm New Zealand, có tôm Alaska, có trứng cá muối chân quý, có rượu Bách Tùng Italy. Ngài xem ngài muốn ăn gì? Bếp trưởng của chúng tôi sẽ tự mình nấu cho ngài. Ừ, cho tôi một bát mì thái sợi đi, thêm chút món ăn đặc sản ở Khâm Châu, còn có món ăn Hồ Nam. Được ạ, tiên sinh ngài chờ một lát. Thiên Sách. Trương Hạo, đúng, ai nha, Hạo ca tốt nghiệp đại học xong đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. À đúng thế nha, vừa hay hôm nay lớp chúng ta đang ở đây, lát nữa sẽ uống rượu. Vậy lát nữa tôi sẽ tới đó ăn đại thứ gì đó. Ai nha, cậu nói đùa à, sao có thể ăn tùy tiện được, cậu đã tới khách sạn này rồi, đi thôi. Đi mau, được. Nào Dương ca, tôi kính cậu. Các bạn học xem ai tới này. Sở Thiên Sách. Sao lại như vậy, Trương Hạo, không phải hôm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Ban nãy tình cờ gặp được ở dưới lầu, chúng ta đều là bạn học cũ, mọi người cùng ngồi ăn. Trương Hạo cậu làm sao thế? Sở Thiên Sách có địa vị gì chứ? Cũng xứng ngồi uống rượu cùng Lý Dương ca sao? Mọi người là bạn bè cũ, không cần phải nói khó nghe như vậy chứ. Vậy tôi nói thẳng, lúc trước khi ở trường học mọi người đều là bạn bè, có thân phận giống nhau, cũng không có phân giàu nghèo sang hèn gì. Nhưng sau khi bước ra khỏi cổng trường, vậy cấp bậc thân phận không còn giống nhau. Nếu như còn mạnh mẽ xâm nhập vào, vậy đó chính là không hiểu chuyện. Dương ca mới từ nước ngoài về, là tiến sĩ nước ngoài, là quản lý cấp cao ở tập đoàn Thiên Duyệt. Mà cậu ta, đúng rồi, nghe nói cậu vẫn là một tên thất nghiệp đi lang lang nữa. Được rồi, đã nói tới mức như vậy rồi, vậy lần sau tôi tới vậy. Không tới không tới. Ai nha, xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Ngại quá, đây là... Sao lại là anh? Tại sao không thể là tôi? Lời này nên để tôi nói mới đúng. Chồng yêu. Chính là anh ta sáng nay đã đánh mặt em. Anh nhìn xem tới giờ mặt em còn hồng nữa này. Sở Thiên Sách, anh dám đánh người phụ nữ của tôi. Là cô ta tự tìm đến. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Đi đây. Đánh người phụ nữ của tôi còn muốn chạy. Vậy anh muốn thế nào? Cũng không thế nào cả. Mọi người đều là bạn học, tôi cũng không thể gọi người tới đánh anh một trận được. Vậy mất mặt lắm. Như vậy đi, anh uống cạn hai bình rượu hoa hồng này, tôi sẽ để anh đi. Anh, Lý Dương cậu đừng nói đùa. Đây là rượu mạnh có tiếng, uống hết hai bình sẽ phải nhập viện đó. Cậu đúng là biết nói đùa. Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa à? Người này cũng là cậu kéo tới. Nếu hắn không muốn cũng được. Vậy cậu uống thay hắn 4 bình. Chỉ cần cậu uống hết 4 bình rượu hoa mai này. Thế chỗ Sở Thiên Sách, vậy hắn đi hay ở thì mặc hắn. Đúng, không sai. Chỉ cần hôm nay hắn uống hết rượu hoa mai, cho dù hôm nay hắn ăn trực ở đây, bất kể cái gì, tôi cũng sẽ mời. Lý Dương, chúng ta là bạn học cũ, cậu đừng có quá đáng như vậy. Trương Hạo, cậu đang dạy đời tôi à? Trương Hạo cậu là thá gì? Cũng dám nói chuyện với Dương ca như vậy. Cậu đừng quên, công ty mới lập của cậu vẫn cần nguồn vốn đầu tư. Còn không mau xin lỗi Dương ca đi. Dương ca, xin lỗi cậu, ban nãy tôi nói sai rồi. Thực xin lỗi Dương ca. Không cần phải thế. Nếu cậu muốn đầu tư, tôi có thể giúp cậu. Ha 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 ha, đây là cái gì? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Sở Thiên Sách, dù sao lúc trước cậu cũng là học thần ở ngành chúng ta. Cậu nhìn xem sau khi tốt nghiệp đã biến bản thân thành bộ dáng gì rồi. Còn đầu tư, tôi thấy cậu vẫn nên đầu tư vào bản thân mình trước đi. Đừng như vậy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạo ca yên tâm, có tôi ở đây bất kể là ai cũng không thể khiến cậu cúi đầu. Ha 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 ha. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đúng là lau mắt mà nhìn.
vốn là học sinh ngoan trong ngành chúng ta. Bây giờ nói dối không thèm chớp mắt luôn rồi. Sở Thiên Sách, tôi đúng là phục cậu rồi. Không nghĩ tới cậu biết giả vờ như vậy. Bộ dạng này của cậu nhìn giống như rất có tiền ấy. Vậy được. Vậy cậu mua hết mấy bình rượu hoa mai này đi. Tôi mua bình rượu hoa mai là có thể khiến cậu câm miệng. Đừng có nóng vội, bình rượu hoa mai này rượu bên trong là quý nhất. Bình hoa này cho dù không quý lắm cũng có thể đổi được một căn biệt thự rồi. Hay là thế này đi. Tôi không mua rượu. Mà bất kể các người ăn thứ gì, tôi đều sẽ trả tiền. Ha 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 ha. Sở Thiên Sách nói, cậu giỏi bịp. Cậu đúng là giỏi bịp thật à. Sở Thiên Sách, chỉ sợ cậu còn không biết đó chứ. Đây chính là khách sạn Thiên Duyệt. Là khách sạn 7 sao duy nhất ở Khâm Châu. Khách hứa nơi này không phú cũng quý. Ai? Dương ca, anh nói nhiều với kẻ nghèo hèn này làm gì? Không phải cậu ta không có công việc sao? Tới đây không chừng có thể tìm được cơ hội. Hoặc nói cách khác là đụng phải kẻ giàu có nào cũng sẽ vội đi theo nịnh nọt. Ha 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 ha. Chồng à, Sở Thiên Sách này có quan hệ với một người phụ nữ rất lợi hại. Bộ dạng cô ta khá giống mới tổng tài mỹ nữ của tập đoàn Thiên Duyệt anh làm. Không thể nào. Tôi ở tập đoàn Thiên Duyệt lâu như thế, thời gian trước còn đi công tác ở chi nhánh công ty, trước nay chưa từng nghe nói có ai có quan hệ với Lý Tổng. Đúng thế. Một con chó nếu như thật sự có quan hệ với Lý Tổng, vậy không tới mức không có nổi một công việc đó chứ. Không phải cậu nói cậu ăn cơm chỗ này không cần tiền sao? Vậy cậu thanh toán hết bàn ăn này đi. Dựa vào đâu mà tôi phải trả tiền thay các người? Không có tiền thì nói là không có tiền. Giả vờ cái gì chứ? Ai cậu đã nói thế thì hôm nay tôi cũng phải ngồi ăn mới được. Sở Thiên Sách, tôi chưa từng thấy người nào như anh ăn ké cũng hiên ngang như vậy. Loại người nghèo kết hủ lậu như hắn, nói không chừng chút xương rơi ra từ khẽ ngón tay của Dương ca cũng đủ để hắn ăn no bụng. Ha 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 ha. Ai nói tôi tới đây để ăn ké? Tôi tự mình chọn món. Tự mình chọn. Ai? Trương Hạo à? Ban nãy lúc cậu gặp cậu ta gọi món gì đấy? Tôi cũng không biết. Sở Tiên Sinh, mì thịt thái sợi của ngài tới rồi. Ngài muốn đặt lên bàn không? Ha ha ha. Tôi còn tưởng gọi món gì. Đúng là cười chết tôi. Hóa ra hôm nay cậu tới khách sạn Thiên Duyệt này chỉ là vì muốn ăn một bát mì thịt thái sợi à? Đừng như thế nha. Theo lý mà nói đi, khách sạn Thiên Diệp sẽ không chiêu đãi một tên nghèo kết xác như thế chứ. Còn phải nói sao? Có lẽ là người phục vụ thấy anh ta đáng thương cho nên bố thí cho anh ta. Không sai, nhất định là như thế. Sở Tiên Sinh, ngài còn muốn gọi món khác không? Dựa theo mấy món ban nãy cậu ta gọi, lấy cho tôi một phần. Dùng nguyên liệu nấu ăn đắt nhất nấu cho tôi 10 đĩa sủi cảo. Vâng Tiên Sinh. Sở Thiên Sách, cậu có trả nổi tiền không? Phục vụ à, tách đồ ăn của cậu ta ra khỏi bàn chúng tôi, để cậu ta tự mình trả tiền. Lý Tiên Sinh, chút món ăn ngài gọi này còn không bằng số lẻ của vị khách này. Nếu tách ra để tính tiền, vậy món ăn của ngài phải để qua phòng khác. Cái gì? Phục vụ, tôi không tin cậu ta có nhiều tiền như vậy. Tôi yêu cầu chứng minh tài sản. Đúng thế, chứng minh. Vị tiên sinh này đã chứng minh tài sản rồi. Ngài ấy có tư cách ăn cơm ở đây. Cái gì? Lý Dương chỉ như vậy đã sợ rồi à? Hỗn xược. Bổn thiếu gia cũng không phải ăn không ngồi rồi. Phục vụ, dựa theo món ăn cậu ta gọi đưa tới cho tôi 2 phần. Được ạ Tiên Sinh. Sở Thiên Sách, có giỏi thì chúng ta so. Tổng chi phí của bữa tiệc hôm nay, cậu một nửa tôi một nửa. Cậu có dám hay không? Có gì mà không dám. Tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào. Đừng có ăn xong rồi lại quỳ xuống cầu xin tôi. Thiên Sách, cậu đừng làm loạn. Trong thẻ này của tôi có 50 vạn. Đủ để chúng ta ứng phó rồi. Yên tâm đi Hạo ca, 50 vạn này chỉ là đồng tiền trinh mà thôi, với tôi mà nói thì không tính là gì cả. Sử Thiên Sách, cậu đúng là mặt không đỏ tim không đập mà. Cậu ở đây giả vờ cái gì chứ? Đắn đo nửa ngày còn không phải là vì dựa vào bạn bè sao? Tôi còn tưởng cậu có bao nhiêu lợi hại. Quả thật 50 vạn không tính là gì. Có giỏi thì cùng tới hội đấu giá với tôi. Được, tôi cũng thấy thú vị. Được, phục vụ. Bữa tiệc hôm nay là gì? Lý Thiếu, tiệc rượu đêm nay được đấu giá một bình rượu hoa mai quý giá.
giá khởi điểm 5.000 vạn. Được tôi tham gia hội đấu giá. Vâng tiên sinh. Sở Thiên Sách một khi tham dự hội đấu giá, vậy không còn đường lui. 5.000 vạn đủ cậu quẹt thẻ ăn uống ở đây 2 lần. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi, vẫn còn đường lui đấy. Đường lui cái gì? Lý Thiếu mau ra giá. Lý Thiếu, bên cạnh phòng có một vị đại nhân vật bảo tôi chuyển lời tới ngài. Ngài ấy nhất định phải có được bình rượu này. Ngài xác nhận muốn tham dự hội đấu giá sao? Lý Thiếu sao lại có vẻ sợ vị đại nhân vật ngài vậy? Cái gì? Là đại nhân vật? Có phải là đại nhân vật hay không? Cũng phải lấy tiền ra nói chuyện. Tiếp tục đấu giá. Người phục vụ nói cho đại nhân vật kia, bình rượu này tôi cần. Được ạ. Sở Thiên Sách, nếu anh tự tìm đường chết, vậy đừng trách chồng của tôi không khách khí. Vậy mời Lý Thiếu ra giá đi. Thiên Sách, tôi nói cậu nghe, chỗ nơi này bán đấu giá đều là thứ đắt tiền, lát nữa mà có chuyện thật thì không hay đâu. Lý Thiếu, ngài cảm thấy thế nào? Cậu vui đùa gì thế? Nhà họ Lý gia nghiệp lớn, tôi lại là quản lý cao tầng của tập đoàn Thiên Duyệt. Cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân đi. Tiên sinh, vị đại nhân bên cạnh ra giá 7.000 vạn. Bổn thiếu ra 8.000 vạn. Vị đại nhân ra 100 triệu. 100 triệu 5.000 vạn. 100 triệu 5.000 vạn. Dương ca, hay là thôi đi. Không cần phải tranh với tên phế vật này, đắc tội với đại nhân vật bên cạnh. Đúng thế chồng à, làm bộ dạng chút là được rồi. Đúng rồi đúng rồi, anh xem cái tên Sở Thiên Sách kia, ngay cả ra giá cũng không dám. Sở Thiên Sách, không phải cậu muốn đấu giá sao? Sao lại không ra giá chứ? Là không có tiền à? Đúng thế. Phục vụ, chúng tôi không lên giá nữa. Từ từ, tôi ra 200 triệu. Tiên sinh ngài chắc chắn chưa? Chắc chắn. Ha ha, tôi xem cái tên bất lực này định giả vờ tới khi nào. Bên cạnh ra 250 triệu. Tôi ra 500 triệu. Sở Thiên Sách, cậu điên rồi. 500 triệu, cậu làm 8 đời cũng không được nhiều tiền như thế. Sở Thiên Sách, đừng có quá đáng. Bình rượu này không đáng thế. Bên cạnh tiếp tục ra giá 800 triệu. 1 tỷ. Đủ rồi, đủ rồi. Sở Thiên Sách, nghe thấy chưa? Đừng có đắc tội vị đại nhân vật kia, nếu không chúng ta sẽ phải chết hết. Này nói cho người bên kia, bất kể hắn ra bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ thêm gấp đôi con số đó. Vâng tiên sinh. Sở Thiên Sách, cậu có muốn chết thì đừng có kéo tôi vào, có biết không hả? Nhiều tiền như vậy là khái niệm gì chứ? Ai nha chồng à, cho dù có đắc tội vị bên cạnh, vậy cũng là do anh ta tự chủ trương, liên quan gì tới chúng ta? Cô thì biết cái gì, nơi này chính là nơi tập đoàn Thiên Duyệt đầu tư, dám gây chuyện ở đây, sau này sao tôi còn sống được ở Khâm Châu nữa. Ngài yên tâm, khách hàng tới chỗ chúng tôi đều rất rộng lượng, sẽ không gây chuyện bởi chút chuyện nhỏ này đâu. Dương ca, anh bình tĩnh trước đã, tôi không tin Sở Thiên Sách có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Phục vụ, chúng tôi muốn tính tiền. Đúng, chúng tôi muốn tính tiền. Mọi người nhìn xem hắn có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy không? Các người chia đôi hóa đơn sao? Đúng, chia hóa đơn. Không đủ tiên sinh. Cái gì, lấy thẻ của cậu ra? Sở Thiên Sách, tới phiên cậu. Tiên sinh, nào lấy cái này trước. Tiên sinh, ngài là khách hàng VIP của chúng tôi, bất kể ngài tiêu bao nhiêu, cái thẻ này cũng có thể đủ để trả. Chết tiệt, sao hắn lại có thẻ đen? À, đúng rồi Dương ca. Ai biết người bên phòng cách vách là ai? Nói không chừng là người phục vụ hắn thuê này đó. Được lắm, khách sạn Thiên Duyệt các người dám lừa ông đây. Nghĩ tiền của ông đây dễ ăn đúng không? Vị tiên sinh này, mong ngài đừng làm ồn. Liên quan gì tới cô, mau gọi quản lý tới đây. Nếu không chuyện ngày không xong với tôi đâu. Gọi tôi làm gì, ai dám làm loạn ở khách sạn Thiên Duyệt. Quản lý tôi muốn báo cáo. Tên này cầm tấm thẻ đen giả. Đúng vậy, hắn còn muốn thi đấu với Dương ca chúng tôi, xem ai có nhiều tiền hơn. Đúng thế, bạn nãy bọn tôi cũng đã thanh toán tiền cơm rồi, đây không phải là lừa người sao? Đúng vậy quản lý, đây chính là kẻ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh nơi này, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Này, không biết Sở tiên sinh đã đến thất lễ. Thất lễ? Không phải chứ quản lý à, sao ông lại khách khí với tên dễ chuỗi này vậy? Anh nói cái gì? Nghe tôi nói này, không phải hắn là người tay trong của các người đó chứ? Chúng tôi muốn một lời giải thích. Đúng, chúng tôi cần một lời giải thích. Được. Tôi là quản lý ở đây, vị tiên sinh này là khách quý nơi đây. Mọi người không nghe thấy sao? Tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Duyệt, mà ngay cả tôi còn không phải khách quý của khách sạn Thiên Duyệt. Hắn là thứ gì? Hắn là khách quý, quản lý cấp cao thì sao? Khách sạn Thiên Duyệt là chi nhánh đứng đầu của tập đoàn Thiên Duyệt. Anh là cái thá gì?
cũng mong trở thành khách quý của bổn tiệm. Tôi biết ngay đây là cái bẫy. Đúng thế, chính là cái bẫy. Sao có thể là cái bẫy chứ? Sở Thiên Sách vốn không thể trả được nhiều tiền như vậy, loại người nghèo rách mùng tơi như hắn, sao có thể quen biết được quản lý khách sạn Thiên Duyệt chứ? Nếu hắn là giả, vậy quản lý này cũng nhất định là giả. Dương ca, ý của anh là hai người bọn họ hợp tác lừa tiền chúng ta? Thiên Sách, lời bọn họ nói là thật hay giả? Lý Dương à, tôi không mặt dày giống như cậu nghĩ. Cậu tình nguyện tìm lý do lừa mình dối người, cũng không muốn thừa nhận bản thân nhìn nhầm. Cậu nói cái gì? Sao tôi lại nhìn nhầm? Chẳng qua là cậu muốn trốn tránh hiện thực, để giữ gìn lòng tự trọng đáng thương của mình mà thôi. Cậu đừng có ở đó ăn nói quái gở nữa. Nếu cậu thật sự có tiền, vậy mau trả tiền đi. Đúng thế, cái tấm thẻ đen kia của cậu nhìn sao cũng giống thẻ hội viên nhà tắm công cộng. Cậu lừa con nít à? Được rồi, phục vụ kiểm tra giấy tờ, quẹt thẻ trả tiền. Tiên sinh, ngài cũng không phần phải thế. Dựa theo quy tắc của khách sạn Thiên Duyệt, ngài chỉ cần dùng thẻ đen là có thể thanh toán được rồi. Ai ra không phải bọn họ nói thẻ đen này là giả sao? Vậy tôi đành dùng thẻ của mình thanh toán tiền cơm vậy. Thế nhưng ngài không có nghĩa vụ phải chứng minh bản thân trước mặt bọn họ. Bớt nói linh tinh, cậu mau quẹt thẻ đi. Tôi không tin Sở Thiên Sách có thể có nhiều tiền như vậy. Tiên sinh đã quẹt thẻ thành công. Đây thật sự là thẻ đen. Sao có thể? Tôi không tin. Đưa tôi xem chút. Được thôi. Đây là thẻ đen quyền lực của tập đoàn Thiên Duyệt nổi danh Khâm Châu. Sở Thiên Sách, rốt cuộc cậu là ai? Tôi chẳng qua chỉ là chồng Lý Lâm Tuyết mà thôi. Sao tôi lại không biết Lý Tổng còn có chồng? Hơn nữa, mỹ nữ tổng tài như Lý Tổng sao có thể nhìn chúng cậu được? Tất cả không thể nào. Được vậy, tôi sẽ cho cậu thử một lần. Lý Dương, tôi chính thức thông báo cho cậu. Từ giờ trở đi, cậu đi sa thải. Lý Dương dám đắc tội cô ra. Tới công ty dọn dẹp một chút rồi cút đi. Sở Thiên Sách, tôi cầu xin cậu, cậu đừng đuổi việc tôi. Trước kiêu căng rồi bây giờ lại thế này, đúng là nực cười. Chồng à, anh cầu xin anh ta làm gì? Con à khốn nạn, đều tại cô, tôi mới trở mặt với Sở Thiên Sách tới mức này, còn không mau quỳ xuống xin Sở Thiên Sách tha thứ. Em xin lỗi anh ta. Em ai? Các người không cần quỳ xuống xin lỗi tôi đâu. Tôi sợ ô uế khách sạn Thiên Duyệt. Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã sắp chuẩn bị xong, ngài muốn dùng bữa ở đây không? Không cần, đồ ăn cứ để người khách sạn các người ăn đi, tôi ăn no rồi. Sở tiên sinh đi thong thả. Lý Dương, chúng ta đều là bạn học, vì sao phải khiến quan hệ trở nên căng thẳng như vậy? Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ, một tiến sĩ mới từ nước ngoài về như tôi, thế mà lại bị một kẻ thất nghiệp lang thang đuổi việc. Về tới nước rồi thì bằng tiến sĩ có ích gì đâu, còn không bằng người ta biết ăn bám. Vị tiên sinh này, đồ ăn của ngài cũng sắp chuẩn bị xong rồi, cũng muốn đưa cho khách sạn sao? Đóng gói lại, tôi muốn mang đi. Lão cha cả ngày giả heo ăn thịt hổ, cha không mệt à? Cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ? Cha bảo bọn họ đừng có khinh thường, thế nhưng bọn họ không nghe. Cuối cùng em cũng hiểu, anh là cố ý che giấu. Em nói đúng thì là đúng, mẹ nói đúng thì nhất định là đúng. Cái gì?